Rõ ràng như thế chạy bên này mà. Người đâu rồi? Chia nhau ra tìm. Cô là ai vậy? Sao lại vào phòng tôi? Đông quá. Làm gì đó? Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Chị gái à? Tôi phải hỏi chị mới đúng đó. Tối qua rõ ràng là chị chạy vào phòng tôi mà. Phòng cậu? Vậy tối qua... Tối qua chị rất là chủ động đó. Không biết em trai phục vụ có hài lòng không? Cậu bao nhiêu tuổi? 22. Chị phải chịu trách nhiệm với tôi đó. Không phải cậu làm công việc đó chứ? Cái gì? Sao chị lại nói như vậy? Tối qua rõ ràng là chị chủ động. Nói đi, cần bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền à? Em trai, chị khuyên cậu một câu, tìm một công việc chân chính đi. Công việc này hại sức khỏe hơn nữa. Kỹ thuật của cậu không đạt, không thích hợp với cậu. Đi mua bữa sáng ăn đi. Cậu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn. Thật thú vị. Alo, chủ tịch, hôm nay là ngày cậu nhận chức đó. Được, lát nữa tôi sẽ đến. Chào giám đốc. Chào giám đốc. Chào buổi sáng. Trong bộ dạng của ta chắc còn chưa biết. Đi đi. Anh Trạch, nhớ lát nữa chị về bị chị nhìn thấy không hay lắm đâu. Sợ gì chứ? Mụ già mộ nổi hả? Giờ này chắc đang trên giường của chủ tịch Lê vẫn chưa dậy. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, phòng làm việc này là của anh. Hai người đang làm gì thế hả? Làm gì? Cô không nhìn thấy à? La Trạch, anh là bạn trai tôi, anh không nên giải thích à? Giải thích cái gì? Cô khác gì một con già nhạt nhẽo, không biết làm tình, suốt ngày giả bộ trong sáng. Ông đã chịu hết nổi lâu rồi. Chị, em và anh Trạch qua lại lâu lắm rồi. Hai người cút ra cho tôi. Nhìn cho kỹ, bây giờ tôi là cấp trên của cô đó. Không thể nào. Em trai, hôm nay em sẽ ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn, đừng làm chị mất mặt. Em biết rồi mà chị. Em đã học quản lý công ty mười mấy năm rồi, em biết nên làm thế nào mà. Chủ tịch đã tìm thấy cô gái cứu anh vào 3 năm trước. Cô ấy tên là Mộ Noãn, đang làm việc ở công ty thiết kế ISA thuộc tập đoàn của chúng ta. Là cô ấy. Đi mua đồ ăn sáng đi. Cậu vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Em cười ngây ngô gì đó? Chị à, em cậu có việc, em đi trước đây. Em đi đâu đó? Không ngờ thằng em trai ngốc của tôi cũng là một đứa mù quáng quá. Tuy cô vừa già vừa nhạt nhẽo, nhưng cũng còn có gương mặt tạm được, nên được chủ tịch Lê thích. Chủ tịch Lê muốn ngủ với cô, tôi cũng không có cách nào khác, tôi đành phải hy sinh cô thôi. Chẳng trách tối qua anh chút say tôi, thì ra tất cả là anh đã lên kế hoạch. La Trạch, chúng ta yêu nhau bao nhiêu năm, nếu anh không có tiền ăn tôi đã nuôi anh, không ngờ anh lại lấy oán báo ân. Anh sẽ bị báo ứng. Suốt ngày lối mấy chuyện tự đời nào ra mà nói.
Tôi nói cho cô biết, ông đây bây giờ sống rất là tốt, được chủ tịch Lê thích là phúc phần của cô đó. Đúng thế đó chị. Năm đó chị rời khỏi nhà họ Mộ, nội rất thất vọng về chị. Giờ chị có cơ hội leo lên giường của chủ tịch Lê, chị nên vui mới phải. Chủ tịch Lê mà các người nói, tôi không nhìn thấy. Chị nói gì? Chủ tịch Lê nói tối qua cô ta đã chạy trốn. Không thể nào, tối qua rõ ràng đã đưa chị ta lên phòng của chủ tịch Lê. Mộ Đồng, cô thích thằng điều giả này vậy, vậy thì tôi tặng cô. Nhưng cô cũng đừng quên, lần sau hại tôi dùng thủ đoạn cao minh chút. Tài sản nhà họ Mộ do mẹ tôi một tay gây dựng lên lúc còn sống, mấy người muốn ngư ông đắc lợi, mơ đi. Người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám đụng vào à? Chị không sao chứ? Sao cậu lại ở đây? Em không sao anh chứ? Anh Trạch, đau. Thằng nhóc này ở đâu ra vậy? Giả bộ anh hùng cứu mỹ nhân cái gì? Dám đụng vào người phụ nữ của tôi. Hôm nay hai người đừng hòng chạy thoát. Được lắm Mộ Noãn, chơi bời ác đó, bản lĩnh không có, lại học phú bà cám dỗ trai trẻ. Thằng nhóc này đủ lông chưa mà cô đã cám dỗ người ta? Hôm qua em có nhìn thấy thằng nhóc này ở khách sạn. Thì ra là cô ấy đi tìm cậu ta. Đúng là trâu già gặm cỏ non. Tôi khinh. Xin lỗi, hôm qua tôi bị chúng chút say, hiểu lầm cậu. Thì ra bọn họ đã dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để làm hại chị. Người đâu? Phế hai tay của bọn chúng cho tôi. Cậu dám đụng vào tôi? Tôi là phó tổng giám đốc được chủ tịch Lê cử đến. Cậu ăn gan hùm mật gấu à? Ra tay. Làm gì vậy? Dám gây chuyện ở công ty của tôi, không muốn sống nữa à? Chủ tịch Lê, chủ tịch Lê, cứu tôi. Việc tối qua không thành công đều tại hắn dở trò. Được lắm Mộ Noãn, hôm qua chạy trốn lại đi tìm thằng nhóc này à? Hôm nay còn dám gây chuyện ở công ty của tôi. Chủ tịch Lê, còn tiện nhân Mộ Nam không hề coi anh ra gì, anh phải xử lý cô ta thích đáng. Không, Mộ Noãn, hôm nay cô ngủ cùng tôi một đêm, tôi có thể cho cô tiếp tục ở lại phòng làm việc này, bao gồm thằng nhóc này, tôi cũng rộng lượng tha cho cậu ta. Cô thấy thế nào? Cô không thiệt chứ? Được lắm, tới lúc này rồi còn nói năng tục tiểu. Thưởng cho hắn 50 cái tát. Đáng ghét, người đâu? Đánh. Dừng tay. Thư ký Hạ, sao anh lại tới đây vậy? Anh biển thủ tài sản của công ty, tự ý nhét người vào công ty làm việc, đã bị phát hiện, chuẩn bị dọn dẹp đồ biến đi. Thư ký Hạ, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Đích thân chủ tịch hạ lệnh. Xin lỗi, đã để chủ tịch hoảng sợ, chỉ đuổi bọn chúng ra khỏi công ty. Nhẹ nhàng với chúng quá rồi. Phế hai tay hai chân của chúng cho tôi. Cứu mạng thư ký Hạ, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Thư ký Hạ, thư ký Hạ. Mộ Nam, tôi mà mất một cọng lông, nội nhất định sẽ không tha cho chị. Đến lúc đó chị đừng hòng về nhà họ Mộ nữa. Khoan hãy ra tay. Xin cho cùng Mộ Đồng cũng là người thân của tôi, không nên làm khó coi quá. Cô Mộ Đồng, tôi có thể không phế chân tay cô, nhưng cô vô duyên vô cớ tự ý chạy đến công ty gây chuyện, tôi không thể dễ dàng tha thứ cho cô như vậy. Cô Mộ Đồng, cô tự ý chạy đến công ty chúng tôi, bị tình nghi lấy cắp cơ mật của công ty, cần bồi thường 5 tỷ. Đề nghị đi theo tôi ký tên chuyển tiền. Cậu, chị à, chị chạy cái gì chứ? Cậu không nghe thấy tự ý chạy vào công ty sẽ bị phạt 5 tỷ à? Cậu có tiền không? Cậu đến công ty tôi làm gì? Chị à, chị ngủ dậy cái là đi luôn. Tôi mặc kệ, chị phải chịu trách nhiệm với tôi. Cậu không bị làm sao đó chứ? Việc này thế nào cũng là tôi bị thiệt thòi, hơn nữa tôi là người bị hại. Cho nên tôi nghĩ là chị vẫn nhớ việc tối qua mà phải không? Không sai. Nhớ thì sao? Vì kỹ thuật của cậu quá kém chứ còn vậy sao? Vậy tôi sẽ chăm chỉ luyện tập thêm là được mà, đúng không? Đừng. Tôi thích đàn ông chín chắn có sự nghiệp, không hứng thú với kiểu trẻ con như cậu.
Tuổi tác chỉ là một con số mà. Nếu chị thích chín chắn, tôi cũng có thể chín chắn được mà. Em trai, thế nào chị cũng phải hơn cậu 7 tuổi. Chị khuyên cậu tìm một người tuổi tác tương đồng với cậu mà yêu đương. Tối hôm đó chỉ là tình một đêm, quên luôn đi. Chị à, rõ ràng là chị tìm đến tôi trước, giờ lại bảo tôi quên. Tôi mặc kệ chị, chị phải cưới tôi đó. Bằng không tôi sẽ nói chị ức hiếp tôi, trâu già gặm cỏ non. Cậu vô liêm sỉ. Đừng đi theo tôi, không là tôi hét lên cậu sàm sỡ tôi đó. Tôi nhất định sẽ cưới chị. Chị cân nhắc kỹ rồi gọi điện cho tôi nha. Đây chẳng phải là lễ phục mùa noãn thiết kế cho ảnh hậu sao? Nghe nói ảnh hậu là mạng lệ, khó tính có tiếng. Nghĩ cách lấy cho tôi lễ phục mùa noãn thiết kế cho ảnh hậu mạng lệ. Mộ Noãn, chị dám làm tôi xấu mặt như vậy? Đợi đó. Nội. Mộ Noãn, mày đang ở đâu? Hôm nay mày phải về nhà cho tao đó. Nội, công việc của con bận, tạm thời con không về được. Tao mặc kệ mày bận cỡ nào, hôm nay mày phải về ngay. Sở Tiếu hôm nay sẽ đến nhà, mày đừng quên, mày phải lấy Sở Thiếu đó. Nội, con... Bốn giờ chiều mai đi đăng ký kết hôn, quá giờ không đợi. Tuy chúng ta đã kết hôn, nhưng cậu phải nhớ, chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi. 2 năm sau tôi và cậu sẽ ly hôn, hiểu không? Ý chị là chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi sao? Tuy là kết hôn giả, nhưng chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời không gây chuyện, mỗi tháng tôi sẽ cho cậu 15 triệu tiền tiêu vặt. Thời gian cậu kết hôn, tôi nuôi cậu. Chị à, chị còn muốn nuôi tôi nữa à? Đúng là ngốc nghếch đáng yêu thật. Được, chị, tôi nghe chị. Ngoan lắm. Chị à, tôi ngoan mà. Hay là thưởng cho tôi một nụ hôn được không? Gì? Chủ tịch mới sẽ đến thị sát công việc. Tôi về ngay đây. Tôi về công ty đây. Cậu tự về nhà nhé. Chủ tịch phải đi thị sát công việc rồi. Nghe nói chủ tịch mới nhận chức rất là trẻ. Cũng không biết có đẹp trai không, chứ chủ tịch hội đồng quản trị rất xinh đẹp, chắc chắn anh ấy cũng không xấu trai. Cô nói xem, anh ta có thích tôi không? Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Sao lại là cậu ấy? Tôi bảo cậu tự về nhà rồi mà. Cậu theo tôi đến công ty làm gì? Tôi cũng đến theo chị. Tôi đến nhận chức. Chị cơ, cậu ngậm miệng lại cho tôi. Hôm nay chủ tịch mới sẽ đến thị sát, đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Hiểu lầm thôi. Cậu ấy không phải là chủ tịch mới đến, gây phiền phức cho mọi người rồi. À, đúng rồi. Đúng là tôi không phải trợ lý mới tới. À, thư ký Hạ, anh tuyển tôi đến làm trợ lý của giám đốc thiết kế Mộ Noãn phải không vậy? Hả? À, đúng rồi. Chủ tịch phải ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian nên không đến nữa. Đây là trợ lý giám đốc mới được tuyển tới đó. À, vỗ tay chào mừng đi. Sao cậu lại đến công ty tôi làm việc? Thì chị kêu tôi tìm một công việc chính đáng còn gì. Em nghe lời thế còn gì. Tôi bảo cậu tìm công việc chính đáng, chứ không bảo cậu đến công ty tôi gây rối. Giờ tôi là trợ lý giám đốc của chị, như vậy mà là gây rối sao? Tôi không biết cậu nhận được công việc trợ lý giám đốc này thế nào, nhưng công ty không cho phép đồng nghiệp trong công ty yêu nhau. Việc hai chúng ta kết hôn bị người khác biết được, hai chúng ta sẽ đều đi đời. Cậu phải ngoan chút, biết không hả?
Nếu như không bị phát hiện là không sao phải không? Cậu nói lạch lạc như vậy. Hai người làm gì thế hả? Không có gì. Chị coi tôi là người mù à? Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cả. Mộ Noãn, Khang chị to thật đó. Lại dám yêu đương trong công ty. Mắt nào của chị nhìn thấy chúng tôi đang yêu nhau ở nơi làm việc chứ? Hơn nữa, chị đi vào không cần gõ cửa à? Cậu đợi đó. Cậu ngồi ở đây trước. Xin lỗi. Ai bảo cậu ta ngồi đây? Phòng làm việc của tôi còn chỗ này trống. Hơn nữa cô thường xuyên chiếm hai chỗ. Chiếm? Chị biết bạn trai tôi là ai không hả? Hàng Thiếu, người thừa kế duy nhất nhà họ Hàng. Nhà họ Hàng có quan hệ hợp tác với tập đoàn Phó Thị. Tôi muốn ngồi mấy chỗ. Chị quản nổi không? Chị, mau đưa thằng nghèo rách này của chị đi đâu thì đi. Đừng chắn trước mắt tôi. Mộ Noãn, chị không muốn sống nữa hả? Chị dám đẩy tôi? Là chị không đứng dựng. Liên quan gì tới tôi? Được lắm. Rất tốt, Mộ Noãn. Chị đợi đó cho tôi. Anh yêu, con mụ già giám đốc suốt ngày bắt nạt em. Anh mau qua đây đi. Tao rồi, tao rồi. Cô ta là cô Kiều. Nghe nói Hàng Thiếu bạn trai cô ta chưa mới ký hợp đồng với tập đoàn Phó Thị. Lần này giám đốc gặp phiền phức rồi. Chứ còn gì, nhân viên và mình đều không dám gây sự với cô ta đâu. Tới chủ tịch Lê trước đây cũng phải nể mặt cô ta nữa. Đứa nào không có mắt dám ức hiếp cục cưng nhà tôi vậy? Anh yêu, là chị ta. Anh mau xem tay em đỏ cả rồi này. Cô chỉ là một nhân viên thấp bé, dám ức hiếp bạn gái tôi. Là bạn gái anh gây sự trước, tự mình không đứng dựng. Anh yêu, chị ta kệ mình là giám đốc nên cướp chỗ ngồi của em cho người khác. Anh nhất định phải giúp em hạ giận. Đây là nơi làm việc, không phải là biệt thự nhà cô. Chiếm chỗ làm việc còn có lý. Cô, nhà họ Hàng chúng tôi có hợp tác với Phó Thị ở đây. Tôi nói thế nào là thế đó. Đừng nói là một chỗ ngồi, tôi chỉ cần một câu, cô phải biến luôn đó. Cũng chỉ là giám đốc nghệ thuật tép riêu thôi. Ý mình già hơn người khác là ức hiếp người ta chứ gì. Được lắm, người đâu, dạy dỗ con tiện nhân này cho tôi. Anh là cái thá gì mà có tư cách hung hăng ở đây như vậy chứ? Cậu, cậu là ai? Hả? À, mày là trai bao của cô ta phải không? Mày biết tao là ai không? Mày dám cãi lại tao à? Đúng, cậu ta chính là thằng bồ được Mộ Noãn lén lút bao nuôi. Lần trước tôi đã nhìn thấy hai người họ làm việc bắt mặt trong phòng tư liệu. Nói năng chuẩn xác cho tôi. Loại phụ nữ như cô tôi gặp nhiều rồi. Ngoài mặt thì băng thanh ngọc khiết, sau lưng chẳng khác nào dép rách. Không biết là bị bao nhiêu đàn ông ngủ rồi, muốn chết rồi. Mày dám đánh tao? Người đâu, dạy bảo thằng chó này cho tao. Tôi muốn xem ai dám dạy bảo em trai của Phó Ngọc Khiết tôi. Hàng Thiếu phải không? Sao lại chạy đến công ty nhà họ Phó tôi gây sự vậy? Chủ tịch Ngọc, tôi không dám. Điều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Tất cả là tại Mộ Noãn, cô ta không chỉ ức hiếp nhân viên, còn không rõ ràng với thằng trai bao này ở công ty. Quả thực đã làm dơ bẩn quý công ty. Cậu tưởng tôi bị mù à? Tôi nhìn thấy cậu ra tay trước. Còn bạn gái cậu, ỷ nhà cậu hợp tác với nhà họ Phó tôi, tác oai tác quái ở công ty không chỉ ngày một ngày hai. Nhà họ Hàng các cậu không phải coi nhà họ Phó chúng tôi không ra gì phải không? Chủ tịch Ngọc, chủ tịch Ngọc, không phải như chị nghĩ. Nhà họ Hàng chúng tôi nào dám thất lễ với nhà họ Phó. Chủ tịch, Mộ Noãn thực sự có quan hệ bất chính với thằng trai bao này ở công ty. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy. Vậy cô nói xem, em trai của Phó Ngọc Khiết tôi
chủ tịch của tập đoàn Phó Thị rốt cuộc đã làm việc bất chính gì? Cậu ta là em trai chủ tịch. Chị có? Cậu ấy là chủ tịch mới nhậm chức. Đường đường là chủ tịch của tập đoàn Phó Thị lại đến công ty chúng ta làm trợ lý. Hàng thiếu, tôi nghe thấy cậu nói nhà họ Hàng các cậu nói thế nào thì là thế đấy. Vậy cậu nói xem tôi nên xử lý cậu thế nào cho phải? Chủ tịch Phó, giờ cao đánh khẽ, giờ cao đánh khẽ. Tha chúng tôi đi mà, tha cho chúng tôi đi, tha chúng tôi đi. Mời Hàng thiếu và cô đây ra ngoài. Trong vòng 3 ngày cho nhà họ Hàng và nhà họ Kiều cút ra khỏi phạm vi thế lực của tôi. Chủ tịch Ngọc, chủ tịch Ngọc tha cho chúng tôi đi. Tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi đi mà. Cậu là chủ tịch tập đoàn Phó Thị. Tôi nhìn lầm, nhưng cậu rất giống em trai tôi, nhưng ngoan hơn em trai tôi nhiều. Hôm nay hai người chịu thiệt thòi rồi. Đây là thẻ hội viên của nhà hàng Đế Quốc, có thời gian đến nếm thử. À phải rồi, cậu ấy là trợ lý mới của cô. Vậy thì cho cậu ấy chuyển vào phòng làm việc của cô đi, như vậy cũng tiện hơn. Không tiện à? Tiện à? Mang đồ qua chưa? Rồi ạ. Quỷ luôn bộ lễ phục này là được rồi. Tại sao phải mạo hiểm mà lấy ra chứ? Anh hiểu gì chứ? Bộ lễ phục này mà bị hủy, với sức mạnh của mạng lệ, có thể dễ dàng khiến mộ Đoạn thân bại danh liệt. Còn mộ Đoạn lại coi trọng nghề thiết kế của cô ta như vậy. Anh nói xem, tôi mà đem bộ lễ phục này đi tìm cô ta, cô ta có đồng ý từ bỏ quyền thừa kế tài sản của nhà họ Mộ không? Nhưng nếu trả lại bộ đồ cũ này, sợ Mộ Nỏ sẽ cắn lại cô đó. Ai nói tôi sẽ trả lại bộ đồ này cho chị ta? Cho dù chị ta đồng ý từ bỏ quyền thừa kế tài sản nhà họ Mộ, bộ lễ phục này cũng sẽ bị hủy trước mặt cô ta. Mộ Noãn, cả đời này đã được định trước, đều sẽ bị tôi đè dưới chân, mãi mãi không ngóc đầu lên được. Vẫn là cô Mộ mưu kế rất là sâu xa. Mộ Noãn, lần trước chị khiến tôi mất mặt, mối thù này tôi phải đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần. Không hổ là nhà hàng của tập đoàn Phó Thị, sang trọng quá đi. Xin hỏi hai anh chị có đặt trước chưa? Tôi đặt rồi. À, đây là thẻ hội viên vàng cao cấp nhất của nhà hàng chúng tôi. Mời hai anh chị vào trong. Chúng ta đang mượn y phong của chủ tịch hội đồng quản trị, giả bộ là cáo lớn phải không? Mời hai anh chị ngồi đây. Hai anh chị gọi món xong thì gọi tôi nha. Chồng, sao chỗ ngồi này lại bị chiếm rồi? Đây chẳng phải là Mộ Noãn sao? Cô có tư cách gì mà ngồi đây? Đã lâu không gặp. Em yêu, bạn em à. Sao em có một người bạn nghèo rách như thế này? Chỉ là bạn học cũ thôi. Mẹ chết sớm, bị đuổi ra khỏi nhà lâu rồi. Hơn nữa còn nghe nói gần đây còn bị em gái mình cướp bạn trai. Vô dụng. Cô nói năng đàng hoàng chút. Mộ Noãn, mấy việc này được loan khắp nơi rồi, còn sợ tôi nói à? Giả bộ thanh cao gì chứ, mau nhường chỗ cho tôi. Cô không biết thế nào là thứ tự trước sau à? Chồng tôi là hội viên bạch kim ở đây, đâu phải người như cô đòi so sánh được. Cô gái này có thẻ hội viên vàng. Thẻ hội viên vàng? Không phải chỉ là người nhà họ Phó mới có thẻ đó sao? Cậu ấy, không phải cậu ấy là chủ tịch mới nhận chức của tập đoàn Phó Thị đó chứ? Cậu ta trong bộ dạng nghèo rách thế kia là chủ tịch của tập đoàn Phó Thị thế nào được? Mộ Noãn này, tôi nghe cô nói cô kết hôn, không phải lấy thằng này đó chứ? Cậu ta đã dậy thì hết chưa vậy? Tôi thấy cô lấy một người chồng, còn có thêm một đứa con trai. Hời nhỉ. Tôi lấy ai? Không cần cô lo. Cũng phải, nhà họ Mộ mấy năm nay càng làm ăn càng không ra sao. Tôi thấy cũng chẳng có mấy thằng con trai nhà giàu muốn lấy cô. Một đứa nghèo rách, một đứa lang thang. Tôi thấy xứng đôi lắm. Miệng cô vẫn thối như trước. Chồng cô không nói với cô à? Cô
Không có gì khác mời đi cho. Tôi không muốn mất hứng. Thể hội duyên dạng. Chồng có trộm chứ gì. Cái bộ dạng trộm cắp kia, tôi khuyên cậu nên biết điều mau cút đi. Chồng, người ta muốn ngồi chỗ này. Hai người mới trống đi ra chỗ này đi. Hôm nay tôi không vạch trần hai người, đã là nể mặt hai người rồi. Mau biến đi, đúng là chỗ này có người cần biến. Nhưng người nên biến phải là hai người mới đúng đó. Cậu nói gì? Cậu nói gì? Ai dám gây chuyện ở tập đoàn Phó Thị? Quản lý, có hai tên trộm đã trộm thẻ hội viên vàng của nhà hàng Đế Quốc, lừa ăn lừa uống ở đây đó. Đúng thế quản lý Giang. Hai người họ làm vậy là bôi nhọ danh tiếng của nhà hàng Đế Quốc chúng ta. Chủ tịch, không biết cậu đến, tôi thật đáng chết. Chủ tịch, cậu ta là chủ tịch tập đoàn Phó Thị. Quản lý Giang, người nhà họ Phó chúng tôi đến nhà hàng nhà mình ăn, còn phải xem sắc mặt của người khác à? Không dám, không dám. Chủ tịch, tôi lập tức đuổi hai người này ra ngoài, đồng thời xóa tên khỏi danh sách khách hàng của nhà hàng. Người đâu? Quản lý, quản lý. Quản lý, quản lý. Đừng kéo tôi sai rồi, quản lý. Cậu giống chủ tịch tập đoàn Phó Thị cỡ nào mà nhiều người nhận nhầm cậu là anh ta vậy? Tôi thật tò mò. Nhưng cậu diễn rất thật, làm trợ lý tiếc ghê. Chi bằng tôi đưa cậu đi làm diễn viên, chứ gương mặt này của cậu chắc chắn sẽ nổi như cồn. Mời hai anh chị dùng à? Tôi thấy cái chị đang ăn ngon hơn, tôi muốn ăn cái của chị. Của tôi với của cậu không phải như nhau à? Không được, tôi muốn ăn cái của chị à. Đút cho tôi đi. Cái này. Mộ Noãn, lễ phục của ảnh hậu Mạng Lệ đang nằm trong tay tôi. Cô không muốn nhìn thấy nó bị hủy thì mau cút ra đây cho tôi. Cậu ăn trước đi, tôi đi một lát. Chị vội vậy làm gì? Mộ Đồng, trả lễ phục lại cho tôi. Chị, sao chị bất cẩn làm mất lễ phục vậy? May là em nhặt được. Chị nên cảm ơn em mới phải chứ. Cảm ơn cô. Chúng chị là cô trộm bộ lễ phục này. Chị có bằng chứng không? Cô Mộ Noãn, lần trước chị khiến tôi mất mặt mất tiền, chị chưa từng nghĩ tới tôi sẽ đòi lại từ chị à? Bộ lễ phục này của anh hậu Mạng Lệ phải không? Nếu như chị làm hỏng lễ phục của cô ấy, chị nói xem sẽ xảy ra chuyện gì. Dừng tay. Ngoan ngoãn một chút. Với thế lực của Mạng Lệ, cho cô thân bại danh liệt trong một đêm, quá đơn giản. Cho nên chị à, mau quỳ xuống cầu xin em đi. Mộ Đồng, cô đừng quá đáng quá. Sao thế? Chị không muốn à? Vậy thì đừng trách em không khách sáo. Đợi đã. Mộ Noãn, chị cũng có ngày hôm nay. Mộ Noãn, chẳng phải chị rất giỏi sao? Thế nào, hết chiêu rồi à? Tôi làm theo lời cô nói, trả lễ phục cho tôi, trả cho chị. Mộ Noãn, tôi chỉ mới bớt giận tí thôi. Tôi nghĩ xem, cho chị làm gì nữa? Có rồi. Ký và bản chuyển nhượng tài sản này, tôi sẽ trả lễ phục cho chị. Thì ra cô muốn cái này. Tôi nói cho cô biết, đừng hòng lấy được tài sản nhà họ Mộ. Mộ Noãn, tốt nhất chị đừng hối hận. Tại sao?
Tại sao lại làm vậy với tôi? Tôi vất vả chuẩn bị 2 tháng. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Xin lỗi, điều tại tôi. Để chị chịu tủi nhục rồi, ức hiếp người con gái tôi yêu. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Chị tỉnh rồi à? Cậu, quần áo. À, tôi thay cho chị. Hôm qua tôi thấy quần áo của chị bẩn. Cậu dám cởi đồ của tôi? Tên lưu manh. Chị còn nói tôi lưu manh. Tôi không ngại là lưu manh thật đâu đó. Cậu, sao chị còn xấu hổ chứ? Cũng đâu phải tôi chưa từng cởi quần áo chị. May quá, hạ sốt rồi. Này, cũng là cậu băng bó à? Tất nhiên rồi, hôm qua tôi đã luôn tay luôn chân cả đêm đó, vất vả chết được. Cảm ơn cậu. Có thưởng gì không? Cậu muốn thưởng gì? Tôi bận rộn cả một đêm, vất vả vậy. Hôn một cái. Một cái thôi. Cậu hôn 2 cái. Sao mặt chị đỏ vậy? Cậu ra ngoài. Cậu đi ra ngoài đi. Dạ được. Thật mất mặt. Trong công ty chắc chắn đã có người bị mộ đồng mua chuộc. Bằng không cô ta cũng thể dễ dàng lấy được lễ phục như vậy. Anh đi điều tra, lôi cổ người đó ra cho tôi. Dạ. À phải rồi. Còn nữa, xử lý ổn thỏa phía ảnh hậu mạng lệ. Dạ. Trưởng phòng Quý, nhanh chóng nghĩ cách thông báo tin tức này đến phía mạng lệ. Lần này nhất định phải khiến mộ noãn thân bại danh liệt. Được rồi cô mộ đồng, tôi sắp xếp ngay đây. Mộ Noãn, đời này chị đã được định trước phải bị tôi giẫm nát dưới chân. Alo. À, cô Mạng à, thực sự rất xin lỗi. Giám đốc thiết kế ở công ty chúng tôi đã làm hỏng lễ phục của cô. Cô xem có thể. Cô là Mộ Noãn phải không? Nghe nói cô đã làm hỏng lễ phục của tôi. Xin lỗi cô Mạng. Hỏng lễ phục là việc ngoài ý muốn. Chúng tôi đang cố gắng hết sức làm lại. Làm lại. Tháng sau tôi phải đi thảm đỏ đó. Cô có đảm bảo được trước thời gian đó làm được bộ y hệt như vậy không? Ai chà, cô Mạng, cô đến cũng không nói với tôi một tiếng. Cô Mạng à, đều tại tôi. Quản lý cấp dưới lỏng lẻo mới xảy ra việc như vậy. Cô yên tâm, tôi sẽ tích cực phối hợp với cô, nghiêm khắc xử lý cô ta. Cô bớt giận, cô bớt giận nha. Tôi không bớt giận đơn giản như vậy. Quản lý Quý, anh nói đi, việc này nên xử lý thế nào? Quỳ xuống, mau xin lỗi cô Mạng đi. Đợi đã. Cô Mạng, thực sự xin lỗi, do công ty chúng tôi cất giữ không cẩn thận khiến bộ lễ phục bị hỏng. Để biểu đạt sự áy náy của chúng tôi đã gấp rút tìm được mấy bộ lễ phục của nhà thiết kế Ban. Nếu như cô hài lòng, chúng tôi sẽ tặng cô mấy bộ đồ này, đồng thời sẽ thiết kế trang phục cho cô cả đời. Im miệng. Cậu chỉ là một thằng trợ lý nhỏ, ở đây không có chỗ cho cậu nói, biến ra ngoài cho tôi. À cô Mạng à, cậu ta đến công ty chúng tôi mới có mấy ngày, chỉ là một trợ lý nhỏ. Cậu ta làm gì có thực lực để lấy được thiết kế của ba anh. Cô đừng nghe cậu ta nói nhăng củi.
đừng để cậu ta lừa. Tôi và anh Bang là bạn thân, tôi hiểu rất rõ về tác phẩm của anh ấy. Mấy tác phẩm này là thật, không ngờ một trợ lý nhỏ lại có năng lực như vậy. Nhưng cậu như vậy mà đuổi được tôi à? Tôi đường đường là ảnh hậu quốc tế mạng lệ, bị một giám đốc tép riêu ở công ty mấy người khinh thường, để lọt ra ngoài mọi người còn tưởng tôi dễ bị ức hiếp. Dạ phải, mộ noãn này bình thường ý mình có thiên phú, kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Tôi thấy việc này là cô ta cố tình giở trò với cô. Là vậy sao? Cô Mạn, tôi không thù không oán với cô, tôi không có lý do gì để làm hỏng lễ phục. Cô đừng nghe lời tiểu nhân châm vào. Vậy cô nói xem lễ phục của tôi tại sao lại bị hỏng? Không nói ra được phải không? Quản lý Quý, người này không chỉ phụ trách lễ phục của riêng tôi phải không? Tất nhiên không phải. Vậy được, anh đem hết thiết kế của cô ta ra, mang ra đây cho tôi. Không thể chỉ có lễ phục của tôi bị hỏng được. Được, cô chờ một chút. Cậu làm gì hả? Hôm nay không một ai có thể động vào thiết kế của mộ noãn. Cậu là trợ lý tốt đó. Mau biến ra, cậu muốn chết à? Cô Mạn, cô không thể làm vậy. Đây là thái độ chuộc lỗi của cô à? Là cậu. Cậu còn nhớ mình không? Hồi đó cậu từng cứu mình, suýt nữa mình bị tạt axit. Axit? Là cô phải không? Dám quyến rũ bạn trai tôi. Hôm nay tôi phá nát gương mặt này của cô, xem cô quyến rũ đàn ông thế nào. Tôi không làm. Cậu xin chị tha cho tôi. Dừng tay. Cô, còn nhóc ở đâu ra đây? Cút ra chỗ khác, dám xen vào việc của tôi. Có tin tôi phá nát cả mặt của cô không? Buông tay. Tôi nhớ ra rồi, là cậu. Cô Mạn. Cô. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Việc lễ phục tôi không truy cứu nữa. Nhưng mà quản lý Quý, anh nông nóng muốn đuổi mộ noãn đi, có phải là anh đã làm gì khuất tất không vậy? Một thằng trợ lý tép riêu cũng dám chất vấn tôi. Mộ noãn làm trái yêu cầu của công ty trước. Bây giờ cậu và mộ noãn biến hết cãi đi đi. To gan. Quản lý Quý, anh biết anh đang nói gì không? Trong này có video. Anh nhận hối lộ, lấy cắp lễ phục. Anh còn muốn giảo biện gì nữa không? Thì ra là anh đã trộm lễ phục, hãm hại ân nhân của tôi. Thư ký Hạ, thằng cha khốn nạn này nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Thư ký Hạ, dạ, đừng để tôi thấy người này. Cho anh ta biến càng xa càng tốt. Dạ. Noãn Noãn, mình xin lỗi, vừa rồi đã nói nặng lời với cậu. Không sao, vốn dĩ làm hậu lễ phục là vấn đề của mình. Vậy sau này chúng ta có thể làm bạn được không? Làm bạn với ảnh hậu quốc tế là vinh hạnh của mình. Lát nữa mình còn có phỏng vấn, chúng ta liên hệ sau nhé. Chị à, chị quên tôi rồi phải không? Cảm ơn cậu đã nghĩ cách giúp tôi. Lẽ nào chị chỉ nói cảm ơn không thôi à? Cậu muốn làm gì? Chi bằng tối nay chúng ta... Đầu cậu toàn nghĩ mấy thứ như vậy à. Chị à, vốn dĩ định nói tối nay muốn mời chị đi ăn. Chị nghĩ đi đâu vậy? Mộ noãn, mày chết đi. Cậu không sao chứ? Cố chịu chút. Cậu ngốc à? Biết xe đâm qua còn chạy lên. Không biết chạy đi à? Biết đau chưa? Ai kêu đau? Không đau chút nào. Giờ biết đau chưa? Đau. Nếu như xe đâm vào chị thì tôi sẽ đau lòng đến chết mất. Cũng may không phải chị bị thương. Sau này chị không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Lẻo mồm lẻo mép. Hôn chị là không đau nữa. Có thể hôn thêm một cái nữa không? Đồ lưu manh. Chủ tịch, quản lý Quý đã bị đưa đến mỏ tay ở châu Phi đầu đá. Được, rất tốt, coi chừng anh ta cho tôi. Anh ta dám làm hại người tôi yêu, nửa đời còn lại không cho anh ta rời khỏi châu Phi. Dạ. Tuy quản lý Quý bị lôi ra, nhưng trong công ty vẫn phải điều tra một lượt. Vì tôi không tin mộ động chỉ mua chuộc mỗi quản lý Quý. Dạ. Em nói gì? Quản lý Quý đã bị bắt? Đồ vô dụng. Em tránh đi đã. Thời gian này đừng liên hệ với chị nữa. Nội, dạo này việc làm ăn nhà họ mộ ta
càng ngày càng kém. Nếu như có nhà họ Sở đầu tư, việc làm ăn nhà họ Mộ ta chắc chắn sẽ phất lên. Nói ra ta lại muốn phát điên. Nếu như chỉ còn ngoan ngoãn lấy Sở thiếu gia, việc làm ăn nhà ta đã tốt lại lâu rồi. Nội, nội chẳng chưa biết à? Chị kết hôn rồi. Hơn nữa còn kết hôn với một thằng ngốc nghèo rớt. Con nói cái gì? Nội, Mộ Noãn, mày xem việc tốt mày làm. Hôm nay mày phải về cho tao, không thì tao sẽ gạt tên mày ra khỏi dòng tộc Mộ gia. Tôi phải về nhà một chuyến. Tôi cũng đi. Cậu đi làm gì? Cậu ngoan ngoãn ở đây. Không có lý nào không cho chồng theo về nhà vợ chứ. Tôi muốn đi. Nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Cậu ngoan ngoãn ở đây đi, đừng đi theo tôi. Bằng không, trừ tiền tiêu vặt tháng này của cậu. Anh làm gì vậy? Cậu cũng biết sau khi kết hôn, cô dâu phải về lại mặt à? Lại mặt. Bỏ đi, chủ tịch. Lần đầu tiên đến nhà vợ, ta hay không đi như vậy, thực sự không thích hợp cho lắm. À, đúng rồi. Đi, chúng ta đi mua đồ. Mộ Noãn, hôn nhân đại sự mà mày dám không nói một tiếng với người trong nhà đã tự ý quyết định, trong mắt mày còn có cái nhà này không? Ba, bao năm nay nhà họ Mộ đều là mình đồng đồng lo liệu, Mộ Noãn có bao giờ quan tâm đâu. Theo con thấy, trong mắt nó đã không có nhà họ Mộ này từ lâu rồi. Bằng không cũng sẽ không kết hôn với thằng ất ơ đó. Nội, nội bất giận. Nói không chừng chị có nỗi khổ gì đó. Nó thì có gì khó nói chứ. Con thấy chơi bời quen rồi, tại sao lại không tiếp quản công ty nhà họ Mộ? Không phải là chị ban cho sao? Hồi đó chị dùng thủ đoạn bẩn thỉu, tôi không thèm nhắc lại nữa. Sao, giờ nhà họ Mộ có vấn đề thì nhớ tới tôi à? Mày, ba, ba xem, có nhà đầu Mộ Noãn này không có tí phép tắc nào. Được rồi, đừng nói nữa. Mộ Noãn, con là con cháu của nhà họ Mộ, có những thứ con phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần nhỏ họ Sở đầu tư, việc làm ăn nhà họ Mộ sẽ bất lại thôi. Sở thiếu điểm danh muốn lấy con làm vợ vì nhà họ Mộ, con ly hôn với thằng đó liền đi. Sở thần là một tên mặt người giả thú, tốt mã dễ cùi. Con không hiểu tại sao ông nội một mực bắt con lấy anh ta. Dù hạnh phúc của con có thể đổi lấy lợi ích của gia tộc, vậy mấy người có khác gì đuổi con cầu dinh? Mộ Noãn chỉ có ý gì? Nuôi chị bao nhiêu năm, bắt chị cống hiến chút cho gia tộc thì sao? Tôi có ý gì cô không hiểu hả? Mấy năm nay nhà họ Mộ nuôi cô hay nuôi tôi, mọi người đều rõ. Tôi là người, không phải công cụ để các người đuổi lấy lợi ích. Hơn nữa, mấy người cần nhà họ Sở như vậy thì để cô lấy Sở thiếu đi. Hay là Sở thiếu không thèm ngó tới loại người như cô. Chị, cậu buông tôi ra, buông tôi ra. Cậu buông tôi ra. Nội, mày, mày là ai? Con chào nội, con là chồng của Mộ Noãn, Dục Thành. Dục, cậu là người nhà họ Phó phải không? Nội, cậu ta chỉ là một nhân viên phục vụ nghèo nàn, không có liên quan gì tới nhà họ Phó. Nội đừng để bị lừa. Được lắm Mộ Noãn, Sở thiếu mày không lấy, mày lại cưới thằng nghèo này, không có tí lễ phép nào. Không có tí lễ phép nào? Lần đầu tiên đến mà tay không đến. Con xin lỗi nội, hôm nay con đến hơi vội, nên bây giờ con mang quà qua cho nội. Thư ký hả? Này, không phải là mua ngoài chợ đó chứ? Nói thế nào, nhà họ Mộ chúng tôi cũng là danh gia dòng tộc, không ngờ còn có thể nhìn thấy món quà bủn xỉn như thế này. Lẽ nào đây là tác phẩm của nghệ nhân vệ? Cậu ta mà có thể mua được tác phẩm của nghệ nhân vệ à? Đúng là mơ mộng hão huyền. Anh Trạch, anh đến rồi.
Đây không phải là đồng hồ vàng bản duy nhất mấy hôm trước được đấu giá với giá 20.000 tỷ sao? La Trạch đi theo Sở Thiếu quả không sai. Anh đến đây làm gì? Mộ Noãn, cô gian díu với thằng nhóc này sau lưng tôi. Mộ Noãn, chỉ là mặt mũi nhà họ Mộ bị bôi tro trát trấu. Cũng may anh La Trạch đã biết từ trước người anh ấy yêu là tôi. Tôi làm mất mặt nhà họ Mộ, video hai người gian díu với nhau trong phòng làm việc của tôi vẫn nằm trong tay tôi. Có cần tôi công bố luôn không? Chị nói bậy gì chứ? Được rồi, im lặng hết đi. Tôi thấy các cậu ít tuổi hơn Mộ Noãn, lại là nhân viên phục vụ nhà họ Mộ chúng tôi, nói thế nào cũng là nhà có tiếng tăm. Địa vị của cậu thực sự cũng xứng với nhà họ Mộ của chúng tôi. Tôi khuyên cậu nhân lúc còn sớm ly hôn đi. Nội không có quyền bắt con làm như vậy. Hổn láo, Sở Thiếu đã đánh tiếng. Chỉ cần con lấy cậu ấy, cậu ấy không để tâm việc con từng kết hôn. Con là cháu cả của nhà họ Mộ, làm mọi việc phải đặt lợi ích của gia đình lên hàng đầu. Hả? Không thể muốn làm gì thì làm phải không? Mộ Noãn, cháu trưởng phải gia giang cháu trưởng, có hy sinh tí thôi mà cũng không làm được. Tôi xem cô sau này cũng đừng chắc mặt về đòi quyền thừa kế tài sản nhà họ Mộ nữa. Đúng thế đó chị, đây là nghĩa vụ của chị. Giờ tôi sống rất tốt, tôi tuyệt đối sẽ không lấy anh ta. Ba, con thấy ba giao nhà họ Mộ cho Mộ Đồng đi. Mộ Noãn nó không hề quan tâm đến nhà họ Mộ đâu. Cứ tiếp tục như thế này, nhà họ Mộ sớm muộn cũng bị nó hủy hoại. Thôi đừng nói nữa, con không đồng ý có tác dụng gì. Con về cậu, chỉ cần cậu ly hôn, nhà họ Mộ chúng tôi sẽ bồi thường hợp lý, đủ cho cậu sống cả đời còn lại. Nội, con sẽ không ly hôn với Mộ Noãn. Đừng có không biết điều, đã bồi thường cho cậu là đã ban ơn đức cho cậu rồi. Lẽ nào cậu còn muốn nuốt tài sản nữa à? Mấy người cần đầu tư chứ gì? Tôi có thể đầu tư. Cậu à, hôm nay con đến đây thực ra ngoài việc tặng quà lại mà còn có một việc, chính là tặng xính lễ con cưới Mộ Noãn cho nhà họ Mộ. Cậu thì bỏ ra được xính lễ bao nhiêu? Mấy chục triệu. Công ty Lisa, công ty Kim Thánh, công ty Tuyên Sướng, mỗi công ty đầu tư 80 tỷ, hợp tác xuất khẩu các sản phẩm may mặc với nhà họ Mộ. Đây là ba công ty thời trang lớn nhất toàn quốc. Nếu được hợp tác, vậy thì câu hỏi khó của nhà họ Mộ chúng ta cũng sẽ được giải quyết triệt để. Cậu làm như vậy là có ý gì? Đã là xính lễ cho Mộ Noãn, nếu như nội không đồng ý, e là mấy bản hợp đồng này sẽ không ký nổi đâu. À không không không, lúc trước nội nói không tính. Chỉ cần ký mấy bản hợp đồng này, nội cũng không ngăn cản hai đứa nữa. Không thể nào. Cậu lấy đâu ra mấy nhà đầu tư này? Tốt tốt, Mộ Noãn lấy được người chồng thật tốt. Mấy bản hợp đồng này là xính lễ tặng cho nhà họ Mộ, nên cô muốn cô ấy trở thành người thừa kế của nhà họ Mộ. Chắc không quá đáng chứ? Nội không được, nội không thể giao nhà họ Mộ cho chị được. Đúng thế ba, ba không thể giao tài sản nhà họ Mộ cho Mộ Noãn được. Da mặt của mấy người thật là dày, bộ dạng ngồi không hưởng lộc thể hiện rõ ràng vậy. Nội, nội, nội không thể giao toàn bộ tài sản nhà họ Mộ cho chị được. Mấy năm nay đều là con quản lý nhà họ Mộ. Nếu như đem gia sản nhà họ Mộ giao cho chị hết, không công bằng với con. Nội, đúng thế ba, thế này thì quá thiệt thòi cho đồng đồng. Nhưng mà Mộ Noãn, em gái con mấy năm nay quản lý nhà họ Mộ cũng không dễ dàng. Nếu như cho con hết tài sản, quả thực có chút không công bằng với em gái con. Nội, nội vẫn thiên vị cho Mộ Đồng như vậy. Nhà họ Mộ là mẹ con một tay gây dựng, nội dựa vào cái gì mà đem tài sản giao cho một người không có quan hệ được? Không thể nói như vậy. Suy cho cùng cũng là người một nhà, hà tất phải phân rõ ràng vậy? Con tuyệt đối sẽ không chia tài sản cho Mộ Đồng. Cô Mộ Noãn, con không coi nội ra gì có phải không? Nội không có thành ý như vậy, chắc là không thể tiếp tục hợp tác được nữa. À, cái gì? Vốn dĩ con định ba công ty sẽ hợp tác lâu dài với nhà họ Mộ, nhưng giờ xem ra chắc là không cần nữa. Vợ, chúng ta đi thôi. À, đợi đã, đợi đã. Nội,
con có việc gì muốn nói à? Con thấy thế này được không? Nội cách chức Mộ Đồng khỏi công ty. Từ nay về sau, không cho nó tham gia bất kỳ việc gì của công ty nữa, như vậy được chưa? Ba không thể làm như vậy. Mày câm miệng lại. Đã vậy rồi thì con cho thư ký Hạ đàm phán những công việc liên quan tiếp theo. Lần này coi như là dạy cho cô một bài học. Nếu như cô còn không biết hối cải, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi là chồng của chị mà. Còn là trợ lý của chị giám đốc. Sao vậy? Chị khinh thường sự nghiệp của tôi vậy à? Cậu bớt giả bộ cho tôi. Hôm nay ba món quà cậu mang qua, cho dù cậu quét sạch thẻ ngân hàng của tôi, cậu cũng không mua nổi. Còn nữa, cậu quen thư ký đó kiểu gì? À, quà tôi tặng đó là hàng giả thôi. Giờ tôi cũng không có tiền, phải trông cậy vào chị nuôi à. Còn về thư ký đó là quen lúc chị bảo tôi đi nói chuyện công việc, vừa hay cần hợp tác với họ nên đã biệt họ qua. Cậu nói là thật? Cởi áo ra làm gì? Đang nói chuyện cậu cởi đồ ra làm gì? Cậu còn cởi nữa, tôi báo cảnh sát đó. Chúng ta đã là vợ chồng chính thức. Sao vậy? Cùng cởi quần áo cùng ngủ, chắc không phạm pháp đó chứ? Tôi... Thế mà đã ngại rồi. À, chị có muốn sờ vào múi của tôi không? Thời gian này tôi không tập nên 8 múi thành 6 múi rồi. Ai muốn sờ múi của cậu? Cậu đàng hoàng chút được không? Được rồi, tôi không chọc chị nữa. Hôm nay tôi chạy cả ngày rồi, tôi đi tắm đây. Cậu mau đi tắm đi. Chị à, hôm nay tôi biểu hiện tốt vậy, chị có cảm ơn tôi không? Tắm đi. À, chị chắc là không cho tôi tắm cùng chị chứ? Sao thế, anh đầu quốc tế mạng? Nạn nạn, cậu có thời gian ra ngoài một lát không? Đây là gì vậy? Nhà thiết kế thời trang anh ba cần một nhà thiết kế xuất sắc bồi dưỡng và hợp tác. Nếu như cậu được anh ấy nhận, chắc chắn danh tiếng của cậu sẽ được nâng cao. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Mình với anh ba là bạn, đây cũng là tài liệu mình thu thập. Tốt quá đi. Tôi đói rồi. Đói thì đi ăn đi. Hay là còn đòi tôi đút cho cậu ăn nữa? Chị ăn với tôi. Tôi không có thời gian. Ngoan, cậu tự ăn đi. Chị à, sao chị lại lạnh nhạt với tôi vậy? Được rồi, chị làm việc đi, tôi tự đi ăn. Phòng dự án tự đánh giá là được. Sao việc gì cũng cần tôi đích thân làm vậy? Không có mắt à? Vợ tôi đang không để tâm tới tôi. Dù sao giờ tôi đang tức mà không có chỗ trút. Thử xem, thằng nhóc tối ở đâu ra vậy? Không muốn sống nữa à? Hả? Dục Thành phải không? Là thật nè. Bao năm không gặp, không ngờ lại gặp ở đây. Vẫn là bộ dạng nghèo rách đó. Có khi nào mẹ nó cũng không màng đến nó nữa không? Dám nói năng với bọn tao như vậy. Mấy người muốn làm gì? Cô ở đâu ra vậy? Dám làm hỏng việc của tụi tôi à? Thật buồn nôn. Con nhóc này dám đánh tao à? Tao thấy mày không muốn sống nữa rồi phải không? Đợi đã. Con bé này cũng xinh đó. Đánh hỏng mặt thì đáng tiếc quá. Chi bằng để hai anh chơi cho đã trước. Đúng ha. Án chặt cô ta đi người anh em. Cho tôi trước. Loại rác rưởi như mấy người cũng dám động vào tôi. Đừng sợ,
Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Cậu nặng lắm đó. Mệt chết đi được. Học gì không học lại đi học uống rượu. Cậu uống nhiều như vậy, cậu xem ngày mai tôi xử lý cậu thế nào. Chị à, chị đừng đi được không? Tối nay ở cạnh tôi. Em nói gì? Mộ Nạn chuẩn bị tham gia thi chọn người hợp tác của nhà thiết kế ba. Tin chính xác không? Em trông chừng Mộ Nạn cẩn thận cho chị. Có tin tức gì báo cáo cho chị ngay. Mộ Nạn, cô đừng đắc ý. Mộ Đồng, sao vậy? Ai làm em giận vậy? Con tiện nhân Mộ Nạn đó chứ còn ai. Anh Trạch, lần này anh nhất định phải nghĩ cách lừa con tiện nhân Mộ Nạn đó ra. Em nhất định sẽ khiến chị ta hỏng việc. Alo. Mộ Nạn, còn nhớ anh không vậy? La Trạch, anh lại định làm gì? Không phải em muốn lật đổ Mộ Đồng sao? Trong tay anh có thứ mà em cần. Đến quán cà phê tìm anh. Anh muốn cho tôi thứ gì? Uống trà đi. Tôi không có thời gian tán gẫu với anh. Có gì mau nói đi. 6 tỷ thôi. Tôi sẽ đưa tập tài liệu này cho cô. Trong này là danh sách việc xấu Mộ Đồng đã làm. Tôi dựa vào cái gì mà tin anh? Cô quen Mộ Đồng lâu hơn tôi. Cô hiểu cô ta hơn tôi. Từ khi cô ta bị nhà họ Mộ cách chức, ngày nào tôi cũng bị ngược đãi. Giờ tôi không chịu nổi nữa. Tôi chỉ muốn đổi lấy chút tiền rồi đi nơi khác. Muốn có chút tiền được thôi, nhưng tôi phải xác nhận tài liệu trong này đã. Mấy người muốn làm gì? Muốn làm gì à? Chị hại tôi đến mức này. Không nghĩ tới tôi sẽ báo thù chị à? Là cô tự làm tự chịu. Chị, phiền chị nhìn cho rõ thế cục bây giờ có được không? Giờ người nên cầu xin tha mạng là chị đó. Vẫn cứng miệng vậy. Xử lý con tiểu nhân này thế nào? Chẳng phải chị ta sẽ tham gia cuộc thi do nhà thiết kế ba tổ chức sao? Vế tay của cô ta cho em, để em xem cô ta lấy gì để thiết kế trang phục. Mấy người dám? Đợi đã, tôi không muốn chơi một con sống dở chết dở. Cho tôi chơi trước đã. Được, sở thiếu làm gì vui vẻ cứ làm. Chỉ cần đừng quên ước định của chúng ta là được. Cô yên tâm, tới lúc đó tôi chắc chắn sẽ đầu tư cho nhà hộ Mộ, đồng thời chỉ đích danh hợp tác với cô. Cô chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng được. Là được. Vậy cảm ơn sở thiếu trước. Hồi đó theo đuổi tôi không được, còn nhớ đến tận bây giờ. Ưu điểm của tôi chính là kiên trì bền bỉ đó. Sớm biết như vậy, hồi đó hà cớ gì phải từ chối tôi. Cô, con tiện nhân này. Chủ tịch, không hay rồi, phu nhân bị bắt cóc rồi. Cái gì, mau đưa tôi đi. Buông tôi ra, đừng. Buông tôi ra. Em không sao chứ? Em không sao chứ? Không sao rồi. Thằng tập chủng ở đâu ra vậy? Dám làm hỏng gì của ông mà. Tôi đã từng nói với anh, nếu như anh động vào vợ tôi sẽ không để anh sống rời khỏi đây. Người đâu? Người đâu? Giết thằng tập chủng này cho tôi. Không hay rồi, đã chạy mất một thằng, mau đuổi theo.
Dạ. Anh chuẩn bị nửa đời còn lại đi nhặt đá ở châu Phi đi. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Tha cho tôi đi mà. Chúng ta về nhà. Mở nắp. Em cười gì? Em chưa từng thấy anh nghiêm túc như thế này bao giờ. Con nhóc ngốc này, đừng để anh lo cho em nữa được không? Anh nói ai ngốc? Anh ngốc thì có. Tới lời của La Trạch cũng tin. Em không phải đồ ngốc thì là gì? Em... Không phải em, vẫn còn tình cảm với La Trạch đó chứ. Sao anh thích ghen vậy? Anh mặc kệ. Lòng em chỉ được có một mình anh thôi. Giờ anh sẽ tống cổ La Trạch. Đứng lại. Yên tâm đi. Sao em có thể thích anh ta được? Vậy còn tạm được. Em đói rồi à? Anh đi lấy đồ ăn cho em nha. Anh nấu đây á? Tất nhiên rồi. Kêu người giúp gì làm nóng thôi. Em nếm thử xem. Ngon. Vậy tốt quá. Mau lên đi. Anh cũng muốn ăn đó. Gì? Gì? Đáng ghét. Lại để con tiện nhân mộ đoạn chạy mất. Alo. Em lấy được bạn trẻ thiết kế mộ đoạn để tham gia cuộc thi anh ba rồi. Có cần đưa cho chị không? Tốt quá rồi. Mau mang qua cho tôi. Thư ký Hạ, điều tra cho tôi cái bóng vừa rồi là ai, xem cô ta có điểm khả nghi gì không. Rõ. Nãng nãng, cậu chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị sẵn sàng đi. Sao cô lại ở đây? Sao thế? Cuộc thi nhà thiết kế anh ba tôi không được tham gia à? Chị sợ. Chị không đấu lại tôi phải không? Nực cười. Tôi sợ cô. Mộ noãn, chị tự đại thật. Chị đừng tưởng mình thắng chắc rồi. Đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa chắc. À, cô Mộ Đồng phải không? Chúng tôi vừa mới nói đến cô. Lần này anh ba nhất định sẽ chọn tác phẩm của cô. Không sai, cô Mộ Đồng quản lý nhà họ Mộ bao nhiêu năm, nắm vững mọi kiến thức thời trang, chắc chắn sẽ rất tinh tế chuẩn xác. Nghe thấy chưa? Mộ Noãn, một đứa tiểu bối vô danh, lấy gì để đấu với tôi? Tiểu bối vô danh? Tôi thấy cô đức hạnh không xứng với vị trí đó thì có. Chị nói gì? Tất cả lễ phục của mạng lễ tôi đều là Noãn Noãn làm. Còn cô, tôi chưa từng nghe đến cô bao giờ. Wow, cô mạng lễ cũng ở đây à? Thật may mắn được gặp cô. Nhưng cô Mộ Noãn được cô mạng lễ yêu thích, chắc rằng năng lực của cô gái này rất đáng kinh ngạc. Mấy người, nói không cũng vô ích, chúng ta nói bằng thiết kế thì hơn. Hay lắm. Xem ra mọi người rất có tinh thần chiến đấu. Trong giới thiết kế, cần những người có tinh thần cạnh tranh như các cô. Chi bằng cho hai cô đây thi đấu đi, xem ai có tài năng hơn. Tôi thấy được, hai cô thấy thế nào? Tôi không thành vấn đề.
Tôi cũng không thành vấn đề. Được. Vậy bây giờ ai nói trước đây? Tôi. Mời xem. Quả nhiên không hổ là cô mẫu, thiết kế rất chuẩn xác, tỉ mỉ. Đúng vậy. Bộ lễ phục này tao nhã nhưng không thiếu phần quyến rũ. Đúng vậy. Mặc nó vào chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Rất tốt. Mộ Noãn, bỏ thiết kế của chị ra cho mọi người cùng xem đi. Sao thế? Thấy thiết kế của chị không bằng của tôi phải không? Noãn Noãn, mình mang thiết kế qua, chúng ta không phải sợ cô ta. Nếu như không dám lấy ra thì nhận thua sớm đi. Noãn Noãn. Được. Hả? Sao lại y hệt vậy? Tôi biết ngay sau giờ rồi chị không dám lôi bộ lễ phục ra. Vì chị biết chị đã ăn cắp thiết kế của tôi nên sợ mất mặt à? Cô nói linh tinh gì thế? Dựa vào cái gì mà nhận định là chúng tôi ăn cắp? Tôi thấy là cô ăn cắp thì có. Vừa rồi Mộ Noãn nhìn thấy tôi mặt rất kinh ngạc. Lẽ nào không phải là vì bị tôi bắt gặp nên trột dạ sao? Hey, không ngờ có loại người như vậy. To gan quá đi, dám sao chép thiết kế trong cuộc thi. Điều tại của mộ đồng có danh tiếng quá lớn, mấy kiến loại vô danh này ăn cắp ý tưởng để đạt được. Mà Lệ, tôi cũng có quen bạn của cô, nhưng hôm nay để xảy ra chuyện này, có khi nào cô cũng bị cô ta lừa không? Anh ba, anh nhất định phải tin tôi. Noãn Noãn, không phải là người như vậy. Còn nói không, bằng chứng ngay trước mắt, còn có gì để cãi? Đúng vậy, rõ ràng rành ở đây, chúng tôi đều đã nhìn thấy, mau thừa nhận đi. Loại người như Mộ Noãn không xứng đáng làm nhà thiết kế. Tôi kiến nghị xóa tên chị ta ra khỏi giới thiết kế. Noãn Noãn, cậu nói gì đi chứ? Chúng ta không thể để cô ta hãm hại vậy. Nhìn gì chứ? Nhìn cũng vô dụng thôi. Ăn cắp là ăn cắp. Không đúng. Không đúng. Hai bộ đồ này khác nhau. Mộ Đồng, cô chép cũng không biết chép thế nào cho đúng thì đừng đứng đây là mất thể diện nữa. Chịu liên thiên gì chứ? Hai bộ lễ phục này tuy nhìn thì y hệt nhau, nhưng cách làm hoàn toàn khác nhau. Có khác gì chứ? Rõ ràng trông y hệt. Bộ lễ phục này dùng vải màu đen thông thường, tuy trông thì đơn giản sang trọng nhưng không có điểm nhấn. Còn tác phẩm của tôi tuy trông rất phổ thông nhưng dưới ánh đèn sẽ sáng lấp lánh. Hóa ra còn có cách thiết kế như này nữa. Giỏi thật, bộ lễ phục này thật đặc biệt. Tuyệt. Thật sự rất tuyệt diệu. Không thể nào. Chẳng trách Noãn Noãn nói cô sao chép cũng không biết sao chép thế nào cho đúng. Tôi thấy tay nghề cô cũng chẳng ra sao. Mộ Đồng, tuy tôi không biết cô làm như thế nào để ăn trộm thiết kế của tôi, nhưng kế hoạch của cô đã thất bại rồi. Chị vừa cho cái gì để nói tôi ăn cắp bản vẽ thiết kế của chị? Như thế này chỉ có thể chứng minh hai chúng ta có ý tưởng thiết kế giống nhau thôi. Suy cho cùng hai bộ đồ này khác nhau. Miệng cô cứng lắm. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi có chứng cứ. Không phải mấy người cần bằng chứng sao? Tôi cho. Thư ký Hạ, cô quen cô ta không? Tôi không quen cô ta. Hứa Hữu, tại sao lại là cô? Em quen cô ta à? Trước đây cô ta từng làm trợ lý của tôi, sau đó điều đến vị trí khác. Cô tự nói hay là để tôi mời cô nói đây? Giám đốc, tha cho em. Em biết em sai rồi. Đều là Mộ Đồng, là cô ta ép em nói tin tức của chị cho cô ta. Con tiện nhân này, mày nói linh tinh cái gì thế? Ai biết hai người, tìm một người ở đâu đến cắn bừa tôi, muốn dìm tôi xuống chứ gì. Không ngờ các người thủ đoạn thật bị ổi. Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô yên tâm, tôi vẫn còn bằng chứng. Đi trộm bản vẽ thiết kế của Mộ Noãn đưa cho chị, chị sẽ đảm bảo công việc cho em. Không ngờ tới phải không? Thực ra Hứa Hữu luôn ghi âm cuộc gọi của cô. Cô còn gì để nói không? Cô Mộ Đồng,
Không ngờ cô lại là loại người đó. Tôi tuyên bố, từ nay về sau, cô Mộ Đồng bị xóa tên khỏi giới thiết kế. Anh ba. Mộ Đồng, coi như chị lợi hại. Cô Mộ Đồng, tôi rất thích ý tưởng thiết kế của cô. Không biết tôi có vinh hạnh sau này được hợp tác với cô không? Đây là vinh hạnh của tôi. Em đi đâu vậy? Em và anh ba chiều nay có gì cần nói chuyện. Vậy anh cũng đi. Em đi bàn công việc, anh đi làm gì? Anh ngoan ngoãn ở nhà đi. Em vừa mới bị bắt cóc nên anh không yên tâm. La Trạch bị anh xử lý rồi còn gì. Anh yên tâm. Không được. Ngoan nào. Hả? Không phải Mộ Noãn đây à? Hả? Sao lại là anh? Sao vậy? Không ngờ vẫn gặp lại tôi phải không? Nơi công cộng, đề nghị anh tôn trọng người khác. Tôn trọng mà. Lần trước cô hại tôi thành ra như vậy, còn muốn tôi tôn trọng. Thằng nhóc lần trước đâu? Sao hôm nay không đến? Anh muốn làm gì? Làm gì à? Tất nhiên là báo thù rồi. Cậu ta không có ở đây, vậy thì cô trả cho cậu ta đi. Buông tôi ra. Dừng tay. Lần trước tôi đánh anh chạy không lo giữ mạng, lần này lại chạy đến động vào vợ tôi à? Lại là cậu. Tôi nói cho cậu biết, đừng đắc ý đợi tôi ký xong hợp đồng với tập đoàn Phó thì cậu không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Tôi sẽ giày vò cậu từ từ cho đến chết. Ai dám mượn danh Phó thì nhà tôi cáo giả oai hùng vậy? Chủ tịch Ngọc, đừng hiểu lầm, tôi chỉ dọa bọn chúng thôi. Trùng hợp nhỉ, lại là chàng trai có gương mặt giống em trai tôi. Sao lại gặp chị lớn ở đây rồi? Chị lớn gì, không có phép tắc lịch sự gì. Người ta trẻ như vậy làm em gái anh còn được đó. Cô bé có miệng ngọt đó. Em nói khoa trương quá. Chị ấy còn lớn hơn em nhiều đó. Tôi xin lỗi. EQ của cậu ấy âm cực. Tôi bảo cậu ấy xin lỗi chị. Mau xin lỗi đi. Tôi xin lỗi. Nhóc còn có ngày hôm nay. Hai người quen nhau à? Sợ thiếu. Việc bị ổi cậu chưa làm tôi đều đã nhìn thấy. Cậu mà cũng đòi cùng tập đoàn Phó thì chúng tôi hợp tác thật hảo huyền. Chủ tịch Ngọc, tôi sai rồi. Cầu xin chị độ lượng tha cho tôi. Tập đoàn Sở thị chúng tôi không thể không có nguồn đầu tư từ chị. Cầu xin chị cứu chúng tôi. Sở thiếu, hình như cậu chưa làm rõ. Giờ rồi, cậu đã bắt nạt người nhà họ Phó chúng tôi. Không cho cậu biến khỏi đây đã là khai ân rồi. Cậu muốn tôi cứu cậu. Tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Sở thị các người ngồi đợi giấy kinh doanh xóa sổ đi. Còn cậu, tôi thấy đi bê đá hợp hơn đó. Người đâu, đưa cậu ta ra. Chủ tịch Ngọc, chủ tịch Ngọc, tôi sai rồi chủ tịch Ngọc à. Mộ Đồng, mày xem việc tốt mày làm đi. Mặt mũi nhà họ Mộ bị mày bôi nhỏ rồi. Nội. Đừng nói nữa. Sau này việc của nhà họ Mộ không cần mày động tay vào nữa. Mày chuẩn bị cùng mẹ mày ra nước ngoài đi. Nội. Đừng nói nữa. Chị mày vừa nhận được lời khen từ nhà thiết kế ba. Sau này tao sẽ gọi nó về tiếp quản công ty nhà họ Mộ. Mày đi ra ngoài đi. Lão già, ông đã bất nhân, vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Mộ Đồng, cô có kết cục như ngày hôm nay đều là cô tự làm tự chịu. Chị à, chưa đi đến cuối cùng, ai thua ai thắng chưa biết được. Mộ Đồng, cô thực sự u mê không chịu tỉnh ngộ. U mê? Tôi chỉ biết ai cười đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Đồng Đồng, phải làm vậy thật à? Mẹ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Chúng ta không làm vậy,
Sau này đều phải nhìn sắc mặt của ông nội mà sống. Mẹ chịu được không? Nhưng bị ai phát hiện thì phải làm sao? Yên tâm đi, con đã sắp xếp ổn thỏa. Được, vậy mẹ nghe con. Cái gì? Nội phải nhập viện? Chủ tịch, đã có kết quả điều tra của Mộ Đồng. Chủ tịch, vừa nhận được tin ông nội của phu nhân ngã cầu thang, đang hôn mê. Phu nhân đã qua đó rồi. Đi. Nội, con độc ác, dám để ông nội ngã cầu thang. Bà nói gì? Tôi đẩy nội ngã. Mộ Đoạn, tôi biết nội bắt chị từ bỏ quyền thừa kế của Mộ gia, chị rất tức giận, nhưng chị cũng không thể đẩy nội ngã chứ. Cô đang nói láo gì vậy? Rõ ràng hôm qua nội đã nói với tôi nội sẽ giao công ty cho tôi. Nghe đi, nói dối như vậy mà cũng nói ra được. Gia sản của nhà họ Mộ vẫn luôn là Đồng Đồng quản lý, sao tự nhiên nội lại giao gia sản cho cô? Đúng thế Mộ Đoạn, tôi biết hôm qua nội bắt chị từ bỏ quyền thừa kế tài sản nhà họ Mộ nên chị rất tức giận. Nhưng chị cũng không thể đẩy nội ngã xuống cầu thang chứ. Hai người con hát mẹ khen hay, du cho tôi đẩy nội ngã. Bằng chứng? Bằng chứng đâu? Tất nhiên là chúng tôi có bằng chứng. Thím Lương, thím nói đi. Đúng là hôm qua tôi đã nhìn thấy đại tiểu thư đã đẩy lão gia. Bà nói bừa, tôi không làm. Mộ Nẵng, thím Lương đã nhìn thấy chị ra tay rồi. Chị còn cãi gì nữa? Luật sư Phí, cậu đã đều nghe rõ rồi chứ? Mấy người, luật sư Phí, con nha đầu này vẫn luôn có dạ tâm muốn nuốt trọn gia tài một mình. Cậu không được để nó đạt được mục đích. Bây giờ có nhân chứng và bằng chứng Mộ đại tiểu thư đẩy lão gia, cô ta sẽ không được thừa kế tài sản của Mộ gia. Ai nói người đẩy nội ngã là Mộ Noãn? Sao lại là thằng ăn xin này? Sao thế? Muốn hợp tác diễn kịch với vợ mày à? Luật sư, cậu phải cẩn thận người này. Cậu ta là thằng lừa đảo. Tôi không muốn phí lời với mấy người. Có phải lừa đảo hay không, hỏi nội là biết. Tôi còn tưởng cậu muốn nói gì. Bác sĩ đã nói nội không thể tỉnh lại được. Đó là bác sĩ không có chuyên môn. Gọi trải qua đài vào đây. Trải qua đà là thần y thiên hạ, chỉ phục vụ cho nhà họ Phó. Cậu đừng tưởng có tên đệm là dục, tự cho mình là người nhà họ Phó nha. Đúng thế, thấy tôi biết tạo mấy chiêu của các người nên điên rồi phải không? Bác sĩ Trại sẽ đến thật sao? Nội không thể có chuyện được. Em đừng lo, nhất định sẽ chữa khỏi cho nội. Thiếu gia, mau chữa cho nội đi. Dạ. Ông đợi đã. Đợi đã. Bác sĩ Trại mà hai người tìm đến được sao? Tôi thấy hai người có ý đồ khác. Đúng thế, bác sĩ Trại hành tung bí ẩn không phải ai cũng gặp. Chúng tôi chưa từng được gặp ông ấy. Tôi thấy cậu là thằng lừa đảo. Tôi chỉ phục vụ cho nhà họ Phó, không phải để loại ngu ngốc như mấy người gặp đâu. Đồng Đồng, cho dù ông ta có phải là bác sĩ Trại hay không, nội tình đại là quan trọng nhất. Cậu tránh ra cho tôi. Không phải mấy người sợ nội tỉnh lại nói những lời bất lợi cho mấy người đó chứ? Cậu. Được, tôi muốn xem thằng lừa đảo này có bản lĩnh gì. Đồng Đồng, nội tỉnh lại thì phải làm sao? Yên tâm đi, mẹ không sao, đừng lo. Thiếu gia, ông Mộ đã qua cơn nguy hiểm, ông ấy tỉnh lại rồi. Gì? Ba, nội tỉnh rồi. Nội thấy thế nào? Vẫn ổn. Ông nội, nội còn nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nhớ. Hôm đó tôi đang chuẩn bị xuống dưới nhà, tự nhiên có người đẩy tôi từ phía sau.
nên tôi bị ngã xuống cầu thang đó. Hình như nó nhìn thấy đôi giày trắng, còn cả cái váy màu đỏ nữa. Lão cha, hôm đó chính là đại tiểu thư đã đẩy ông. Mộ nãy sao lại là con chứ? Nội, không phải con. Con không có lý do gì đẩy nội. Mộ nãy chị còn gì để cãi nữa? Chị dám nói hôm đó chị không đi giày trắng và mặc váy đỏ không? Không phải, đúng là con có mặc đồ như vậy, nhưng con không đẩy nội. Vậy theo chị thì nội đang cố ý hàm oan cho chị. Nhà họ Mộ sao lại có đứa cháu lòng lan dạ sói như cô? Ba, lần này bác không được thiên vị nó nữa. Con thấy phải xóa tên Mộ Noãn ra khỏi dòng tộc. Mộ Noãn à, Mộ Noãn, nội thực sự quá thất vọng về con. Đợi đã, trong này có người cố ý hãm hại vợ tôi, phải không Thím Lương? Sao tôi biết được? Nghe giọng Thím Lương nói, chắc là biết vợ tôi bị người khác hãm hại. Cậu đừng có chó cùng rứt dậu nên cắm bừa. Tôi thấy chó cùng rứt dậu là cô mới phải đó. Cô Mộ, Thím Lương, Thím giải thích xem hôm đó tại sao Thím lại đi mua bộ đồ y hệt của vợ tôi. Thím Lương, đừng để cậu ta dọa. Là gì chứ? Những thứ này đều là cậu ta ngụy tạo cả. Ngụy tạo? Vậy cô Mộ có thể giải thích tại sao hôm đó trong tài khoản của Thím Lương được chuyển tới 200 triệu không? Gì? 200 triệu gì? Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Giả ngu phải không? Trong này có lịch sử giao dịch tài khoản của cô đó. Còn không tin, chúng ta có thể đi ngân hàng để kiểm tra tài khoản. Còn không chịu thừa nhận đi, phải để tôi dùng thủ đoạn chứ. Tôi nói đều là vị tiểu thư ép tôi. Cô ấy nói tôi không làm như vậy, cô ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mộ, cả đời này không cho tôi có việc làm. Thím Lương, thím nói bậy gì thế? Tôi biết rồi, chắc chắn là thím có mưu đồ chiếm đoạt tài sản nhà họ Mộ nên đã lên kế hoạch. Vị tiểu thư, cô không thể lật mặt như vậy chứ. Hôm đó cô đã bảo tôi đi mua đồ, sau đó cô giả mạo đại tiểu thư đẩy lão gia xuống cầu thang, sau đó bảo tôi giả mạo là nhân chứng. Những thứ này được tìm thấy trong phòng cô Mộ Đồng. Mộ Đồng, cô điên rồ thật rồi. Mộ Đồng, không ngờ gì tài sản nhà họ Mộ mà mày lại đẩy tao. Mày còn hãm hại chị gái mày. Không phải đâu nội, con cũng không còn cách nào. Ba, Đồng Đồng chỉ nhất thời hồ đồ, ba tha cho nó lần này đi. Nội, đều tại con tiện nhân Mộ Noãn. Không phải chị ta luôn ép con, con cũng sẽ không làm ra việc như thế này. Mộ Noãn bình thường chưa từng tôn trọng con, thậm chí coi Đồng Đồng như cái gai trong mắt. Nó kết hôn xong là cùng chồng nó gây sự với mẹ con. Nó ép bọn con không thể sống nữa. Ba, đã tới lúc này rồi còn cắn vợ tôi. Mấy người có kết cục như hôm nay đều do mấy người có lòng dạ bất chính. Rốt cuộc ai đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hãm hại tôi? Trong lòng bà rõ nhất. Được rồi, đủ rồi. Mộ Đồng, lần này mày khiến cho tao quá thất vọng. Mày và mẹ mày rời khỏi nhà họ Mộ đi, sau này không liên quan gì tới nhà họ Mộ. Nội, nội, không phải như vậy. Nội niệm tình, con cũng là máu Mộ nhà họ Mộ, tha cho con lần này đi. Sau này con sẽ ngoan ngoãn ra nước ngoài. Máu mũi nhà họ Mộ, tôi thấy chưa chắc. Trước khi mẹ cô đến nhà họ Mộ đã mang thai, việc này e là cô không biết. Cậu nói gì? Đây là thật sao? Ba, nghe con giải thích. Mày, người đâu, lôi chúng ra ngoài cho tôi. Ba, 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 không phải như vậy. Ba, ba. Thiếu gia, tôi cáo từ trước, vất vả cho ông rồi.
Bác sĩ Trại chỉ làm việc cho nhà họ Phó. Ông ấy lại gọi anh là thiếu gia. Rốt cuộc anh là ai? Anh còn lừa tôi nữa, chúng ta sẽ ly hôn. Được rồi, thì như em nghĩ đó, anh chính là đại thiếu gia nhà họ Phó, cũng là chủ tịch mới nhận chức của tập đoàn Phó Thị. Cho nên từ lúc bắt đầu anh đã đùa giỡn tôi như con ngốc phải không? Em giận rồi à? Chẳng nhẽ không? Vậy có nghĩa là em thích anh phải không? Chúng ta đang nói việc anh lừa tôi, anh đừng đánh trống lảng được không? Nếu như anh nói thân phận thật cho em biết, em có bằng lòng kết hôn với anh không? Có lẽ em sẽ sợ rồi chạy trốn. Tại sao tôi phải trốn chạy? Người đàn ông mộ noãn tôi thích. Chị à, anh yêu em. Anh rất yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, tới mức không muốn rời xa em giây nào. Em biết. Em đồng ý với anh, sẽ không bao giờ rời xa anh được không? Để em cân nhắc. Anh làm gì đấy? Hai chúng ta đã có ước định không can thiệp vào chuyện của nhau. Vậy anh phải chứng minh năng lực của anh chứ, phu nhân. Phu nhân. Thành Nhi vừa mới tiếp quản vị trí chủ tịch tập đoàn, có gặp phiền phức gì không? Thiếu gia thông minh từ nhỏ, hơn nữa còn tin anh giỏi giang. Phu nhân cứ yên tâm. Chỉ là... Chỉ là làm sao? Thiếu gia đã kết hôn với một cô gái. Cậu nói gì? Đã muốn tạo phản hả? Đặt chuyến bay về nước sớm nhất cho tôi. Dạ. Mộ Noãn, nó già rồi, không khỏe nữa. Sau này nhà họ Mộ chính thức giao cho con. Đồ yên tâm ạ. Cái gì? Các anh muốn hủy đầu tư cho nhà họ Mộ? Hiện giờ nhà họ Mộ vừa mới khởi sắc, tại sao ba anh lại làm vậy? Có khởi sắc à? Cô Mộ, cô nói ra câu này là vì kinh doanh của nhà họ Mộ khởi sắc được à? Cô Mộ à, tôi cũng muốn hỏi cô, hiện giờ ông Mộ sẽ không quản lý việc kinh doanh của nhà họ Mộ nữa. Mấy công ty nhỏ chúng tôi thực sự không dám bỏ tiền vào nhà họ Mộ. Nhưng hiện giờ nhà họ Mộ cho tôi tiếp quản, tôi tin tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Mộ lấy lại vị trí vốn có. Ba anh cũng đã biết năng lực của tôi. Năng lực thiết kế của cô Mộ chúng tôi có biết trước đây. Cô là một nhà thiết kế rất xuất sắc, nhưng mà cô chưa từng tiếp quản việc kinh doanh. Chúng tôi không thể tin năng lực của cô. Đúng vậy, trước đây nhà họ Mộ vẫn luôn do nhị tiểu thư quản lý. Nhị tiểu thư đã quản lý nhiều năm mà năng lực cũng tầm thường, chứ đừng nói đến đại tiểu thư như cô chưa từng tiếp quản việc làm ăn bao giờ. Mấy anh à, hãy là như vậy đi. Sau khi đại tiểu thư kéo việc kinh doanh của nhà họ Mộ về đúng nề nếp, chúng tôi sẽ đầu tư sau. Lợi dụng cái nhà họ Phó chúng tôi nha. Nhà họ Phó là tập đoàn Phó Thị có các công ty trên toàn quốc đó sao? Đúng, không sai. Tôi là chủ tịch tập đoàn Phó Thị, còn đại tiểu thư nhà họ Mộ là vợ tôi, cũng có nghĩa là cô ấy là con dâu duy nhất của nhà họ Phó chúng tôi. Nếu như các anh rút đầu tư khỏi nhà họ Mộ, đồng nghĩa với việc đắc tội nhà họ Phó chúng tôi. Cô Mộ à? À không, à Dục Tiếu phu nhân, đi tại chúng tôi có mắt không trồng, cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không rút đầu tư. Đúng vậy, hợp tác với nhà họ Mộ chính là hợp tác với nhà họ Phó, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm vào nhà họ Mộ. Mẹ, mẹ về khi nào vậy? Con còn biết mẹ là mẹ con. Xem con làm việc tốt gì. Đây là vợ con tìm. Con chào bác. Bộ dạng hèn mọn hẹp hòi. Mẹ à, sao mẹ lại nói con dâu mẹ như vậy? Con dâu? Mẹ đã thừa nhận nó chưa? Cho dù mẹ có thừa nhận cô ấy hay không, tụi con cũng đã kết hôn. Con... Đời này con chỉ lấy cô ấy. Cho dù con quyết là nó, mẹ cũng phải kiểm tra đánh giá chứ. Cuối tuần này con đưa nó về nhà. Còn nữa, Nhiễm Thụ sắp về, con chuẩn bị đi. Anh Thành, em về rồi. Cô là ai?
Sao lại ở trong nhà anh Thành? Anh Thành, cô là người giúp việc mới đến à? Anh Thành đâu? Cô nói tôi là người giúp việc mới đến. Không thì là ai? Chỗ này chỉ có hai người chúng ta. Tôi không nói cô thì nói ai? Tôi hỏi cô đó. Anh Thành đâu rồi? Đầu tiên, tôi không phải người giúp việc ở đây. Thứ hai, cô tự ý xông vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhân là một hành vi rất bất lịch sự. Còn nữa, anh Thành mà cô nói tôi không biết là ai. Mời cô đi cho. Cô dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Cô biết tôi là ai không? Càng to đó. Tôi là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này. Xin lỗi, nữ chủ nhân hiện tại của căn nhà này là tôi. Cô dám chiếm nhà của tôi? Cô tưởng cô dọn dẹp ở đây thì căn nhà này là của cô à? Mụ già xấu xí giỏi lắm. Chắc là cô muốn quyến rũ anh Thành để làm chủ nhân cái nhà này. Chẳng trách ăn mặc lộng lẫy như vậy. Cô cũng không soi gương xem mặt mình, nếp nhăn sắp kín hết mặt cả rồi, lại còn dám đòi làm chủ nhân. Cô tích đức tí được không? Đúng là cô còn trẻ, nhưng chỉ mấy năm nữa thôi, cô cũng sẽ như tôi, trở thành mụ già xấu xí mà cô nói đó. Cho nên đừng có tìm cảm giác ưu việt ở đây. Cô cũng xứng đáng để so với tôi à? Dừng tay. Nhiễm Thu, em tới đây làm gì vậy? Anh Thành, người giúp việc này của nhà anh ức hiếp em. Hơn nữa chị ta còn chửi em là mụ già xấu xí, còn muốn quyến rũ anh. Anh còn không mau đuổi chị ta đi. Người giúp gì? Đúng, chính là chị ta. Cô ấy là vợ anh. Hả? Vợ? Đúng vậy. Anh đã kết hôn với cô ấy, cho nên sau này em đừng đến làm phiền anh nữa, cũng đừng quấy rầy vợ anh. Không thể nào. Anh thà cưới một con già xấu xí cũng không cần em. Em không có việc gì khác thì mời về cho. Dục Thành, sao em chưa thấy anh nhắc đến cô ta? Là thanh mai trúc mã thế nào của anh, hay là hồng nhan chi kỷ? Không có, cô ấy chỉ là một em gái anh quen trước đây thôi. Chỉ là một em gái thôi sao? Người ta câu nào cũng anh Thành. Anh Thành gọi làm em nổi hết cả da gà. Hơn nữa, cô ta nói cô ta là nữ chủ nhân của căn nhà này. Ờ, cô ta nói vậy em cũng tin à? Em đang ghen sao? Con già xấu xí, đồ của Nhiễm Thù tôi cô cũng dám tranh. Hãy đợi đó. Mẹ, con về rồi. Mẹ, con xin lỗi. Bọn con cưới nhau lâu rồi, hôm nay mới chính thức tới gặp mẹ. Cô còn biết cô không có phép tắc à? Mẹ, con xin lỗi. Tại dạo này con bận công việc quá, nên chưa kịp nói với mẹ việc kết hôn. Việc này không liên quan tới cô ấy được đâu. Được lắm, con vừa kết hôn đã biết nói hộ vợ mình rồi. Trong mắt con còn có mẹ không hả? Con... Mẹ nói không sai. Mẹ dạy bảo rất phải. Thành Nhi, hôm nay Nhiễm Thù sẽ tới nhà. Con mau đi đón Nhiễm Thù qua đây. Mẹ, hôm nay nhà ta gặp nhau, sao mẹ lại mời một người ngoài? Ai nói Nhiễm Thù là người ngoài? Nếu nói người ngoài thì là người bên cạnh con kia kìa. Không phải vì nó, Nhiễm Thù đã là con dâu nhà mình lâu rồi. Con dâu nhà mình chỉ có thể là mộ mày. Con sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với Nhiễm Thù. Anh đi đón Nhiễm Thù đi. Cô ấy xa xôi đến đây cũng là để thăm mẹ, đừng để thất lễ. Đi đi. Mẹ, đây là chiếc khăn choàng do con tự tay làm, mong mẹ sẽ thích. Cô coi nhà họ Phó chúng tôi là gì, dám mang thứ không có tí thẩm mỹ nào đến đây. Giấy xuất thân của cô cũng chẳng mang được cái thứ gì ra hồn tới. Chiếc khăn này không phải con làm đại. Chiếc khăn tròn này được nhà thiết kế ba khen ngợi. Cô còn thích cãi. Nghe nói em dâu đến. Đâu rồi? Em dâu trông cũng xinh đó, không xấu như trong truyền thuyết. Em còn tưởng Dục Thành có sở thích đặc biệt gì nữa. Không ngờ cậu ấy lại có cá tính như vậy. Chưa được bác gái đồng ý đã tự kết hôn rồi. Nhưng mà cũng xem là bớt chút phiền phức cho bác gái. Đúng thế bác gái. Người ta nói gái hơn ba ôm gạch vàng. Em trai cưới về cho bác một cục vàng,
Bác nên vui mới phải chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Hai đứa đến làm gì? Bác gái, xem bác nói kìa. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Vợ của em trai lần đầu tiên đến ra mắt. Người làm anh làm chị như tụi con cũng phải đến đón tiếp chứ. Chiếc khăn tròn này chắc là em dâu tặng bác phải không? Bác gái, chắc là bác chưa từng nhận cái thứ rẻ tiền như thế này nhỉ? Con nghe nói em dâu là nhà thiết kế, chắc là không phải em dâu tự tay làm phải không? Đúng thế, em dâu cũng thật biết tranh thủ bớt việc. Nhưng chị nghĩ gia cảnh của em dâu quà tặng cũng chỉ có dải lụa tự làm này thôi. Chị dâu nói không sai, những chiếc khăn lụa này là em nghiêm túc chuẩn bị. Tuy nhà em quả thực không so được với nhà họ Phó, vậy anh chị họ tại sao lại tay không đến? Hôm nay anh chị đến gặp em vội quá, quên chuẩn bị quà. Bác chắc không trách tụi con chứ? Hôm nay bác gái nhận được quà của con dâu chắc chắn sẽ rất vui, không tính toán với bọn con đâu phải không? Tốt quá còn gì, Dục Thành lấy em dâu mình có thêm một thợ may. Tốt quá còn gì, Dục Thành lấy em dâu nhà mình có thêm một thợ may. Bác gái, bác mau thử đi. Được rồi, thử công có gu như thế này. Còn không mau chứ đi. Dừng tay hết lại đi. Dừng tay hết lại đi. Anh Thành. Mẹ, tuy Mộ Noãn tặng mẹ món quà này không phải vàng bạc châu báu gì, nhưng mà Mộ Noãn là nhà thiết kế duy nhất được hợp tác với nhà thiết kế bà. Món quà này ắt có giá trị của nó. Nói vậy thì món quà này quả thực cũng đáng tiền. Có đáng tiền đi nữa cũng chỉ là một tấm vải. Bác gái, hôm nay con cũng có quà tặng cho bác. Bác xem, đây là dòng ngọc thịnh hành nhất năm nay. Chiếc vòng này còn là con vừa đấu giá được với giá rất cao. Bác xem có thích không? Kiểu này mới thật, chỉ là hơi trẻ quá. Bác tuổi này rồi, không hợp lắm. Không có, bác còn trẻ mà. Chẳng nhìn ra bác đã có con trai lớn như anh Thành. Con phải gọi bác là chị mới đúng. Thù Nhi miệng vẫn ngọt như ngày nào. Bác thích con. Bác gái là người từng thấy các loại báu vật hiếm có. Tặng quà cho bác gái thì phải tặng món quà trân quý nhất, đáng tiền nhất. Không như những người mang bừa một thứ rác rưởi qua, chưa nhìn đã biết không coi bác gái ra gì rồi. Chỗ này không đến lượt cô nói. Thành Nhi, Thù Nhi là khách. Con nói với khách kiểu gì thế hả? Bác xem, từ lúc anh Thành cưới chị ta là hung dữ với con. Cũng không biết bình thường chị ta đã nói gì với anh Thành nữa. Đúng là con nhà tầm thường cũng không gia giáo. Thành Nhi, sao con lại cưới một đứa con gái như vậy chứ? Đúng thế bác gái, bác thích con nhất mà. Bác đừng để cho anh Thành cưới người khác nữa. Cho dù thế nào, tôi thấy cô không có gì thích hợp với nhà họ Phó chúng tôi. Cô ly hôn với con trai tôi đi. Con dâu nhà họ Phó chúng tôi chỉ có thể là Thù Nhi. Mẹ, con cũng muốn nói một lần nữa với mẹ. Vợ con chỉ có thể là Mộ Noãn. Dục Thành, trong lòng mày còn có mẹ không hả? Bác gái, em trai đã kết hôn cả rồi. Bác như vậy là không hay lắm, để đồn ra ngoài người khác còn tưởng nhà chúng ta cậy thế ức hiếp người. Đúng thế bác gái, con thấy Dục Thành có tình cảm sâu đậm cho em dâu. Bác là bề trên, thôi thì thành toàn cho hai em đi. Chúng tôi đang xử lý việc nhà mình, không có chỗ cho hai đứa xen vào. Không có việc gì, mời hai đứa về cho. Bác, bác gái đã coi bọn con là người ngoài, vậy thì bọn con cũng không cần nể mặt ở lại đây nữa. Vợ à, mình đi. Nhà họ Phó chúng tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa con dâu này. Mẹ không thể đại diện cho nhà họ Phó. Chồng, anh xem bà già đó vừa rồi còn có thái độ gì chứ? Tại sao chúng ta phải ra ngoài? Vợ bà già đó đã có hiềm khích với con trai bà ta. Để chúng tự cãi nhau đi, chúng ta đừng rước bực vào người nữa. Vậy vừa rồi anh còn nói giúp Phó Dục Thành. Dục Thành là người thừa kế duy nhất, nhưng may mà cậu ta là kẻ si tình, cưới một người vợ không có địa vị. Nhưng Nhiễm Thù thì khác. Nếu như Dục Thành và Nhiễm Thù kết hôn thật thì chúng ta không giành nổi gia sản của nhà họ Phó nữa. Vẫn là chồng em thông minh, sau này chúng ta sẽ nói giúp em dâu. Mẹ, không phải mẹ đã quên con cũng là người nhà họ Phó chứ? Tiệp Nhi, con đang chuẩn bị nói giúp em trai con à? Con không nói giúp ai cả, chỉ là hôm nay nghe nói em trai đưa em dâu về nên con qua xem.
Chỉ là cô Nhiệm đây hình như không có quan hệ gì với nhà họ Phó chúng ta thì phải. Sao lại đến tham gia tiệc gia đình của nhà họ Phó chúng tôi? Em chỉ đến thăm bác gái. Vậy cô cũng đến thật đúng lúc. Chiếc vòng ngọc này là quà cô tặng mẹ tôi phải không? Đúng thế, chút tâm ý thôi. Tặng người khác ngọc vỡ chẳng khác gì nguyền rủa người khác chết. Cái gì? Cô Nhiễm, tôi nghĩ là cô không biết. Chỉ là chiếc vòng ngọc này dở, chắc cô không để bụng chứ. Mẹ, cô Mộ có thể làm con dâu nhỏ Phó chúng ta hay không? Không phải một hai ngày là quyết định được. Con thấy hôm nay tới đây thôi. Hai đứa về trước đi. Ngực con đau quá. Anh Thành, anh Thành, hình như em bị tái phát bệnh cũ. Anh mau đưa em đến bệnh viện đi. Mau lên, con cố chịu một lát. Thành Nhi, mau lên, mau đưa đến bệnh viện, mau lên, mau lên. Anh đi chăm sóc Thành Mai trước mã của anh đi. Tên ngốc Dục Thành không nhìn ra Nhiễm Thù đang giả bệnh. À, tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Không sao, là tôi không cẩn thận. Mộ Noãn, anh là tiền bối Mạc Triết Hiên. Đã lâu không gặp. Chắc phải 3 năm chúng ta không gặp nhau nhỉ? Giờ anh đang làm gì ạ? À? Anh vẫn là nhà thiết kế thời trang. Ngoài ra còn tự quản lý mấy công ty nghiên cứu sản xuất vải. Em thì sao? Vẫn làm nhà thiết kế thời trang chứ? Anh vẫn còn làm nghiên cứu sản xuất vải nữa. Nói không chừng sau này chúng ta còn có thể hợp tác. Vừa hay anh đang có được một tấm vải đẹp. Có muốn đi xem không? Dạ. Anh Thành, giúp em. Không cần. Tôi sai người đưa cô đi bệnh viện. Người đâu? Mau đưa cô Nhiệm đến bệnh viện. Bác gái, bảo anh Thành đưa con đi đi. Dù sao anh Thành cũng không có gì gì. Ai nói không có gì gì? Dục Thành vừa nhận chức chủ tịch tập đoàn, công ty có rất nhiều việc tôi còn chưa bàn giao cho nó. Để vệ sĩ đưa đi bệnh viện đi. Chúng ta đi. Anh Mạc, tấm vải này anh lấy được từ đâu vậy? Tốt vậy, có tiền tiết lộ nguồn hàng không? Loại vải này đều là công ty anh tự sản xuất. Em mà thích, anh tặng em nha. Lấy không vải của anh thế sao được? Giờ hay gần đây em đang tiếp quản việc làm ăn của nhà họ Mộ. Nếu như anh không chê, chúng ta có thể hợp tác. Không ngờ vợ em lại giỏi vậy, đã có thể tiếp quản công ty làm ăn nhà họ Mộ rồi. Em vẫn luôn rất giỏi mà. Sao anh cứ nhớ em là một cô nhóc, hễ gặp khó khăn là khóc. Chất lượng vải của công ty này rất tốt. Lần này chúng ta nhất định đàm phán hợp tác với họ. Dạ. Cái này không phải là thiếu phu nhân sao? Anh to gan thật, dám đụng vào vợ tôi. Cậu là... Anh Mạc, anh ấy là chồng em. Chưa kịp nói với anh. Em kết hôn rồi à? Em mới cưới. Vậy anh chúc mừng. Anh làm gì thế? Không cần chúc mừng. Anh đã biết hai chúng tôi đã kết hôn. Vậy thì đề nghị anh tránh xa cô ấy một chút. Sao anh không có tí lịch sự gì vậy? Vừa rồi em đứng gần thằng đó như nào em không biết à? Dục Thành, anh hâm à? Anh ấy chỉ là một tiền bối chăm sóc em thôi. Anh ghen bừa gì chứ? Dục Thành, sao anh vẫn còn trẻ con vậy? Được, anh lại tính con nít. Anh không chấp nhận vợ anh với thằng khác đứng sát nhau. Vậy anh thì sao? Anh còn đi cùng con bé Nhiễm Thù đó. Anh đi chăm sóc cô ta đi. Anh đến tìm tôi làm gì? Dục Thành, có thể đúng là chúng ta có những quan điểm không giống nhau. Tôi quả thực lớn hơn cậu rất nhiều. Chúng ta không hợp nhau. Em à, đừng hiểu lầm nữa. Lúc đó anh không đưa Nhiễm Thụ đi bệnh viện thật. Anh biết cô ta đang giả bệnh. Em được thất vọng về anh. Thư ký Hà, anh nói xem rút của tôi đã làm gì không đúng. Tôi thấy chủ tịch đã làm rất tốt, nhưng dạo gần đây xảy ra quá nhiều việc, cộng thêm thiếu phu nhân quả thực lớn tuổi hơn chủ tịch, không có cảm giác an toàn. Cũng có thể hiểu được cảm giác an toàn. Tôi cho cô ấy thế nào? Để tôi nghĩ xem. Hả? Chủ tịch, cậu và thiếu phu nhân chưa mua nhẫn cưới phải không? Không có nhẫn cưới, tất nhiên không có cảm giác an toàn. Nhẫn à? Đúng vậy. Thiếu phu nhân bị người khác bắt chuyện cũng là vì nguyên nhân này. Không có nhẫn người khác. Hả? Chủ tịch, đợi tôi với. Chủ tịch à. Lô dạy đó tôi đang kết nối rồi. Không thành vấn đề. Được. Thì ra đây là công ty của nhà họ Mộ mấy người. Cũng nhỏ quá nhỉ. Hại tôi tìm mãi không thấy.
Cô đến đây làm gì? Đây là thái độ tiếp khách của công ty cô à? Hôm nay tôi đến đây tất nhiên là để đặt trang phục rồi. Cô nhiễm muốn đặt đồ, có thể ra ngoài hẹn lịch. Trong này không phải chỗ cô được vào. Cô tưởng cái chỗ rách nát này của cô tôi muốn đến à? Tuần sau tôi phải giữ một buổi hẹn khá gấp, cho nên đề nghị bà chủ mộ xử lý gấp cho. Tôi nói mấy người rốt cuộc làm hay không làm, lát nữa để tôi tức giận. Không biết ra ngoài tôi sẽ nói gì đâu. Cô Nhiễm, công ty chúng tôi cũng có quy tắc, tạm thời không nhận đơn hàng đặt gấp. Xem ra bà chủ mộ được anh ba khen thưởng mà dám kiêu ngạo vậy sao? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi muốn cô đích thân đo cho tôi. Sao? Cô không muốn làm à? Đây mới là bộ dạng nên có của một thợ may. Đo đi. Xin lỗi, không cẩn thận đụng vào mặt cô rồi. Bà chủ mộ, chắc là không để bụng chứ? Vậy thì tiếp tục đi. Buông tôi ra. Em không sao chứ? Em không sao. Anh là ai? Dám làm hỏng việc của tôi. Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi thấy cô cũng là con nhà hào môn. Con người tôi không biết giữ miệng. Tôi nói việc này ra ngoài chắc là không có lợi cho cô lắm. Cô hiểu được ý tôi chứ? Anh biết tôi là ai không? Còn dám uy hiếp tôi? Tôi không hề hứng thú với cô, nhưng để việc này bị truyền ra ngoài, tôi dám đảm bảo cô chắc chắn sẽ bị bêu xấu trong giới hào môn đó. Cô có muốn thử không? Tiểu thư, nếu như không có việc gì, mời cô đi cho. Mộ Noãn, thật không ngờ cô lại hư hỏng như vậy. Dám giấu anh Thành, một chân đạp hai thuyền. Tôi thấy người này là gian phu của cô phải không? Nhiệm thù, cô còn nói láo nữa tôi sẽ xé nát miệng cô. Nếu như để anh Thành biết cô hẹn hò ở công ty, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào vậy? Tôi cũng thật tò mò. Anh Mạc, anh đến đây có việc gì không? Mấy chuyện này lát nữa nói sao? Để anh xem mặt em thế nào đã. Em không sao, để em tự làm là được. Em kết hôn với người đó xong sống không tốt phải không? Không có. Anh Mạc, anh vẫn chưa nói cho em anh đến đây là... Anh đến đây là muốn nhờ em làm một bộ lễ phục cho anh. Anh cần phải dự tiệc gì à? Đúng, thứ hai tuần sau sẽ có bữa tiệc thời trang. Đến lúc đó rất nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang sẽ đến. Em có muốn đi không? Tất nhiên là em muốn đi rồi. Nhưng em không được mời thì phải làm sao? Vậy thiệp mời của buổi tiệc đó coi như là tiền làm trang phục. Ok. Anh Thành. Cô tới làm gì? Anh Thành, anh có biết cần tiện nhân Mộ Noãn cặp bồ với người khác ở công ty không? Anh còn mua nhẫn cho cô ta. Cô đang nói láo cái gì vậy? Em có nói láo hay không anh tự đi xem là biết còn gì. Hơn nữa cô ta còn cùng thằng bồ đó ức hiếp em. Em... Anh có thân hình rất đẹp. So với chồng em thì sao? Hả? Hả? Em chưa mai đồ cho chồng em bao giờ à? Vậy anh may mắn hơn cậu ta rồi. Hai người đang làm gì vậy? Sao anh lại ở đây? Tôi đã từng cảnh cáo anh, giờ anh còn dám đến quấy rối vợ tôi. Anh muốn chết à, phải không? Dục Thành, tôi bên cạnh cô ấy lâu hơn cậu. Cậu không có quyền yêu cầu tôi và cô ấy không được tiếp xúc với nhau. Anh đang chuẩn bị đối đầu với tôi phải không? Không đến mức đó đâu, nhưng mà làm tiền bối của Mộ Noãn, tôi không thể nhìn thấy cô ấy chịu thiệt thôi. Tôi nghĩ lần này cậu đến cũng không phải ngẫu nhiên. Cô ấy đang chịu đau đớn như nào, không phải là cậu không biết. Vậy cậu đã làm được những gì?
Anh đang giải tôi à? Ý của tôi là cậu không xứng là chồng của cô ấy đâu. Anh... Hai người đừng cãi nhau nữa. Anh Mạc, lễ phục may xong em sẽ thông báo cho anh ngay. Ừ. Nè, sau này không được cười với cô ấy như vậy nữa. Đang nói anh đó, nè. Em sao vậy? Em bị anh ta ức hiếp phải không? Thằng khốn đó. Không có, anh hiểu lầm anh ấy rồi. Chỉ là em thấy mình đang hơi không để tâm tới anh. Xin lỗi. Đúng vậy, anh rất tủi thân. Em có biết anh thấy em gặp người đàn ông khác, anh sắp tức nổ tung rồi. Em đã xin lỗi anh. Vậy thì anh tha thứ cho em lần này đó. Sau này không được gặp người đàn ông khác nữa. Anh thích ghen thật à? Em và anh ấy chỉ hợp tác với nhau thôi. Vậy vừa rồi hai người đứng gần nhau vậy là anh ấy gì? Bảo em may lễ phục cho anh ấy. Em chỉ đang đo cho anh ấy thôi. Làm gì thế? Em làm gì vậy? Ra ngoài hẹn lịch đi. Nè, anh kêu vợ anh may đồ cho, cũng phải hẹn lịch à? Đồ của anh nhất định phải đẹp hơn của anh ta. Giải phải dùng lợi cao cấp nhất, kiểu mới nhất. Hơn nữa quan trọng nhất là em phải làm của anh nhanh hơn anh ta. Bàn với em một việc. Em có thể đừng tự tay may đồ cho anh ta được không? Em kêu trợ lý giúp anh ta làm một bộ đơn giản. Đừng nói nữa, được không? Được. Làm gì thế? Anh xin lỗi. Kết hôn lâu như vậy rồi mới đeo nhẫn cho em. Em vui vậy à? Ừ. Anh xin lỗi. Mấy hôm nay anh hơi bận nên không ở bên em nhiều được. Vậy anh phải nhớ về với em. Tiệc thời trang lần này, ảnh hậu mạng có cơ hội tham gia cùng không? Cậu lợi hại thật. Tiệc lần này đẳng cấp lắm đó. Nhưng mình không nhận được lời mời, đi cùng cậu thế nào? Đừng dội, mình còn có một tấm. Sao cậu có hai tấm thiệp? Một tấm là tiền bối mình cho, một tấm là chồng mình cho. Cậu đang thể hiện trước mặt mình đó à? Hai người ân ái vậy, sao không bảo chồng cậu đi cùng? Dạo này anh ấy hơi bận. Xem ra mình cũng chỉ là xếp thứ hai trong lòng cậu. Cậu đi cùng mình đi. Vậy mình phải cân nhắc đã. Suy cho cùng mình cũng không phải là người quan trọng nhất. Cậu xin ảnh hậu quốc tế mạng đó. Thợ may ở đâu ra đây? Bộ dạng nghèo rách thế này cũng có mặt mũi đến dự tiệc à? Xin lỗi, tôi có tư cách đó. Thật nực cười. Tư cách của cô cũng là anh Thành của tôi cho. Tưởng mình giỏi thật. Anh Hậu Mạng à, cô chơi với loại người này là tự hạ thấp thân phận đó. Cô là ai mà cũng xứng nói chuyện với tôi? Cô dám khinh thường nhà họ Nhiễm chúng tôi? Nhà họ Nhiễm gì chứ? Tôi chỉ biết ở đây có một con chó con đang sủa. Cô Nãng Nãng, cậu mau vào trong đi. Mình phải đi tìm người phụ trách của họ để tố cáo. Không để một con chó cắn bừa ở đây được. Lỡ lên cơn dại cắn người thì làm sao? Nhà thiết kế Cửu, em chào anh. Em là người thừa kế của nhà họ Mộ. Em tên là Mộ Noãn. Không biết có cơ hội được nói chuyện với anh không? Mộ Noãn à? Được. Cô là nhà thiết kế được anh ba lựa chọn hợp tác đó à? Còn trẻ vậy mà đã được anh ba khen ngợi. Tiền đồ rộng mở. Anh quá khen rồi. Chúng ta có thể vào bên trong nói chuyện được không? Được. Đợi chút. Nhà thiết kế Cửu, anh tuyệt đối không được để người này qua mặt. Sao chỗ nào cũng có dấu đăng của cô vậy? Cô rảnh thế à? Tôi chỉ sợ nhà thiết kế Cựu bị tiểu nhân qua mặt. Có lòng tốt qua nhắc nhở thôi. Liên quan gì đến cô? Nhà thiết kế Cựu, người này cũng chỉ là may mắn ngẫu nhiên được anh ba khen vài câu. Nhưng thực tế thì cô ta chỉ là một người vô danh tiểu tốt. Tôi tin mắt nhìn của anh ba.
Cô Mộ bây giờ quả thực là vô danh, mới vào nghề còn non nớt, nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành tên tuổi lớn. Nhiễm Thù, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tuy Mộ Noãn là người mới, nhưng thân là nhà thiết kế ít nhiều cũng phải có mấy thiết kế ra hồn chứ. Anh từng thấy thiết kế của cô ta bao giờ chưa? Cái này... Ai nói Noãn Noãn không có thiết kế nổi bật? Mạng lệ tôi đi khắp các thảm đỏ đều mặc lễ phục do Noãn Noãn thiết kế. Tôi thấy cô tầm hiểu biết hẹp hòi nên không biết gì cả. Trang phục của một con diễn viên mặc thì cao cấp chỗ nào? Mộ Noãn muốn đứng vững trong giới thời trang thì cũng phải có vài bộ thiết kế từng tham dự tuần lễ thời trang, đúng không? Ừ. Anh thấy chưa? Nhà thiết kế cửu. Cho nên mới nói Mộ Noãn chúng chị không có năng lực làm nhà thiết kế. Là ai nói Mộ Noãn không có năng lực làm nhà thiết kế? Anh bảo anh bận mà. Tiệc thời trang lần này vẫn phải cảm ơn phó gia tài trợ. Nhà thiết kế cũ anh khách sáo quá, mời được anh mới là vinh hạnh của chúng tôi. Vào trong nói chuyện. Mời. Anh định làm gì thế? Đi theo anh. Đây là thiết kế của em. Các vị, hôm nay là chủ đề bữa tiệc của chúng ta, chính là hai bộ trang phục phía sau tôi đây. Hai bộ lễ phục này đồng thời cũng là người duy nhất được hợp tác cùng với nhà thiết kế bà, cô Mộ Noãn. Tiếp theo chúng ta cùng vỗ tay mời anh ba. Tôi rất may mắn gặp được một nhà thiết kế vô cùng có tiềm năng. Hôm nay, mượn buổi tiệc này, tôi muốn giới thiệu đến mọi người một vài thiết kế. Mọi người có thể coi qua và đánh giá. Xin mời. Mấy bộ thiết kế này không chỉ kiểu dáng mới mẻ, phối màu cũng rất táo bạo. Không hổ là người được anh ba lựa chọn hợp tác. Nhà thiết kế này có phong thái của một bậc thầy. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt. Cô Nhiễm, không phải thiết kế đại diện của cô Mộ đã có rồi sao? Tiếp theo, chúng ta xin mời người thiết kế, chính là cô Mộ Noãn. Không ngờ nhà thiết kế này lại trẻ như vậy. Đúng là tiền đồ rộng mở. Anh giở trò gì phải không? Tiếp theo, tôi còn một việc rất quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Tôi và nhà thiết kế Mộ Noãn đã kết hôn từ nay về sau. Cô ấy là vợ của Dục Thành tôi. Ai cho phép anh công bố quan hệ của chúng ta trong buổi tiệc? Như vậy việc chúng ta kết hôn mọi người đều biết cả. Mộ Noãn, em không muốn người khác biết quan hệ của hai chúng ta. Em không có ý đó. Em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vậy anh không đợi nổi. Em xuất sắc như vậy, hễ nhìn thấy người đàn ông khác dòm ngó em là anh điên hết cả người. Anh đang nói linh tinh gì thế? Ai chồng ngó em? Thì là cái gã tiền bối đó. Ánh mắt anh ta nhìn em đều không đơn thuần. Em với anh ấy chỉ là bạn bình thường. Anh ta không nghĩ như vậy. Phải rồi. Sao hôm nay em không nhìn thấy anh ấy đâu? Em còn tìm anh ta à? Nói, anh đã làm gì với anh ấy rồi phải không? Nè, tiệc hôm nay là nhà họ Phó tổ chức. Anh muốn mời ai thì mời. Anh ta đừng hòng nhìn thấy em trong tối nay. Anh lớn lên trong hũ giấm à? Ghen lâu thế không biết. Anh mặc kệ. Anh cũng muốn anh ta nhìn thấy em. Thả em ra, sắp không thở nổi nữa rồi. Anh mặc kệ. Đời này em đừng hòng rời xa anh. Anh Thành, tại sao anh không thể thích em? Tôi nhất định sẽ đoạt lại mọi thứ thuộc về mình. Anh Thành, chỉ có thể là của em. Alo. Gì cơ? Bệnh của nội có chuyện biến xấu. Tôi đến ngay đây. Cô tới đây làm gì? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Anh Thành, bây giờ nhìn thấy em sợ hãi vậy sao? Giờ tôi đã là người có vợ. Hai chúng ta ở riêng với nhau không thích hợp cho lắm. Không có gì gì, cô đi đi. Lúc em vừa tới đã nhìn thấy Mộ Noãn. Chị ấy biết em đến tìm anh, cho nên anh không cần phải căng thẳng. Hôm nay em tới, thực ra
là muốn nói chuyện với anh Thành. Sau này em tự khắc rời khỏi cuộc sống của anh. Cô muốn nói gì? Anh Thành, anh thật sự không thể thích em sao? Trong lòng tôi đã có mộ noãn. Tôi sẽ không yêu bất kỳ ai nữa. Nhưng rõ ràng là em quen anh trước. Như vậy có không công bằng quá không? Tình cảm thì làm gì có công bằng. Anh Thành, cầu xin anh ly hôn với mộ noãn đi, cưới em được không? Em nhất định sẽ tốt với anh hơn chị ta. Cô đừng tự chà đạp mình nữa. Đời này tôi chỉ yêu một mình mộ noãn. Cô đừng để mình lún quá sâu. Tôi bị sao vậy? Anh Thành, em xin lỗi. Để có được anh, em chỉ có thể làm vậy. Thằng nhóc này sao thế không biết? Gọi điện cũng không nghe. Dục Thành, Dục Thành. Sao cô lại ở trên giường của tôi? Anh Thành, anh tự bế em lên mà. Lẽ nào anh đã quên rồi sao? Hai người. Em nghe anh giải thích. Còn gì để giải thích nữa? Tôi cũng không mù. Tôi đang bảo sao lại có người lừa tôi nói bệnh tình của nội chuyện nặng. Thì ra là tôi ở nhà làm hỏng việc của hai người. Được. Em à, tôi không làm hỏng việc của hai người nữa. Mộ Noãn, em nghe anh nói. Tôi không muốn nghe. Tôi đã thấy hết rồi. Anh nói gì tôi cũng không tin. Chúng ta sống cùng bao nhiêu năm nay, em tin anh một lần được không? Anh Thành. Anh Thành. Cô ra đây làm gì? Anh Thành, giờ rồi trên giường anh làm em đau lắm. Anh đừng thô lỗ như vậy. Cô nói bậy gì vậy? Em nói bậy gì chứ? Rõ ràng là việc anh làm. Chị Mộ, em đến là muốn giải thích với chị. Tôi không muốn nghe cô giải thích. Giờ rồi anh Thành đã uống nhiều, nên hai bọn em không cẩn thận làm cho việc không nên làm. Chị đừng trách anh Thành. À phải rồi, em còn muốn xác nhận một việc với chị. Giờ rồi trong mơ anh Thành vẫn luôn gọi tên em. Không biết lúc anh ấy ở cùng với chị có gọi tên chị không? Lẽ nào người anh Thành yêu sâu đậm không phải? Đủ rồi, cô đừng nói bậy nữa. Chúng ta ly hôn đi. Mộ Noãn, tình anh lần cuối có được không vậy? Cho anh một cơ hội, chúng ta đừng ly hôn mà. Anh xem bộ dạng nhếch nhác bây giờ của tôi đi. Tôi không còn gì nữa. Cầu xin anh cho tôi một chút tôn nghiêm. Phải rồi, thỏa thuận ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư gửi cho anh. Còn nữa, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Chủ tịch, cuộc họp ngày hôm nay vẫn diễn ra bình thường chứ? Được. Còn việc gì nữa không? Chủ tịch, đây là thỏa thuận ly hôn thiếu phu nhân nhờ luật sư gửi qua. Cô ấy nhanh chóng ký tên như vậy, không cho mình một cơ hội nào. Lẽ nào cậu bắt Giang Tại Dương sao? Quả nhiên đàn ông không có thằng nào tử tế. Trước đây cậu ta còn giả bộ tốt, giờ thì lộ bản tính rồi. Không được. Cậu định làm gì?
Tất nhiên mình phải chúc giận cho cậu chứ. Mình và cậu ta đã ly hôn cả rồi, sau này bọn mình không có quan hệ gì nữa. Cậu đừng tham gia vào nữa. Không phải cậu muốn tha cho cậu ta vậy chứ? Không phải cậu vẫn còn tình cảm với cậu ta đó chứ? Mình nói cho cậu biết, cậu phải nhanh chóng vượt qua. Loại đàn ông này không xứng đáng. Nõn Nõn, cậu sao thế? Bánh mì này bị hỏng à? Nhưng mình không sao. Mình nghĩ không phải vấn đề của bánh. Không phải vấn đề của bánh. Lẽ nào là... Không phải chứ. Giờ phải làm sao? Có phá không? Đứa bé vô tội, mình muốn sinh nó ra. Sao cậu ngốc vậy? Có lẽ là mình ngốc thật. Việc này đừng nói với Dục Thành. Mình không muốn làm lớn việc. Cậu hạ tất phải làm như vậy. Anh Mạc, hôm nay em có thời gian. Được, lát nữa gặp mặt. Hôm nay cảm ơn cậu đã đi cùng mình. Mình có chút việc, mình về trước đây. Đi đi. Chủ tịch Phó, có thời gian không? Ra ngoài nói chuyện đi. Tôi thực sự muốn nhốt cậu vào lồng heo. Nõn Nõn thế nào rồi? Cậu nghĩ sao? Thực ra Nõn Nõn không cho tôi gặp cậu, nhưng tôi thực sự không chịu nổi Nõn Nõn bị người khác nói ra nói vào. Cô có ý gì? Nõn Nõn có thai rồi. Cô nói gì? Tôi nói Nõn Nõn đã mang thai 3 tháng rồi. Cô ấy định sinh đứa bé đó. Cô ấy không cho tôi nói với cậu. Nhưng tôi thấy như vậy không công bằng với cô ấy. Ý cô là tôi và cô ấy có con à? Nếu như cậu còn là đàn ông thì nên làm việc cậu nên làm đi. Cậu đừng để cô ấy chịu mọi thứ một mình. Chúng ta ly hôn đi. Alo. Alo, thư ký Hạ. Lập tức lùi cuộc họp cho tôi. Tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Anh nghe nói em ly hôn rồi. Em xin lỗi, để anh chê cười rồi. Vậy sau này em có dự định gì không? Em định chuyên tâm vào việc của công ty. Ý anh không phải là công việc. Gì cơ? Ý anh là tình cảm đó. Qua việc này, em cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện tình cảm nữa. Em vẫn không quên được cậu ấy có đúng không? Noãn Noãn, anh thích em. Tiền bối. Noãn Noãn, em tới với anh đi. Anh chắc chắn sẽ tốt với em hơn cậu ta. Anh buông cô ấy ra. Anh đang làm gì thế? Tôi đã cảnh cáo anh 2 lần. Tránh xa vợ tôi ra, anh hiểu không vậy? Vợ cậu? Cậu đối với vợ cậu như vậy à? Cậu làm ra việc như vậy để Noãn Noãn phải đau lòng mà còn dám nói với tôi như vậy. Anh muốn chết phải không? Anh thực sự muốn chết phải không? Đủ rồi. Anh muốn chết phải không? Đủ rồi. Dừng tay lại đi. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh đến làm gì? Hai người có quan hệ gì? Bọn tôi có quan hệ gì? Cũng không liên quan đến anh. Tại sao không? Mạng lệ để nói với anh, em đã mang thai. Đó là con tôi, không liên quan tới anh. Em có ý gì? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng à? Đây là con tôi, không liên quan đến anh. Dục Thành, Nõn Nõn bây giờ không muốn liên quan gì đến cậu. Mời cậu đi cho. Hai người đang yêu nhau à? Em không muốn nói với anh em đã mang thai. Có phải gì? Đứa bé đó không phải của anh không vậy? Là của anh ta phải không? Anh cút đi cho tôi. Cút.
Được, tôi sẽ không làm phiền hai người bên nhau nữa. Tôi sẽ đi. Noãn Noãn, em sao vậy? Noãn Noãn, em sao vậy Noãn Noãn? Anh xin lỗi, đã để em chịu tủi nhục. Không liên quan đến anh. Noãn Noãn, lời anh vừa nói. Anh đã biết em có bầu rồi. Hơn nữa, em định sinh nó ra. Em không thể liên lụy anh. Anh không để tâm. Nhưng em để tâm. Em không thể đến với anh như thế này được. Noãn Noãn à, giờ tâm trạng em không được tốt lắm. Em đừng nghĩ những điều này nữa được không? Noãn Noãn, chỉ cần em quay đầu, anh vẫn luôn ở phía sau đợi em. Mày đang lên cơn điên gì thế? Phải, em điên rồi. Mày xem bộ dạng của mày bây giờ đi, làm mất mặt nhà họ Phó. Phải, chị nói rất đúng. Vợ em mang thai con của người khác. Dục Thành, mày tỉnh táo lại cho tao. Không ngờ mày lại không có não như vậy. Trước đây chị dạy mày đều vô dụng. Phó Dục Tiệp này sao lại có người em trai như mày? Đúng là mất mặt. Tỉnh lại chưa? Em tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì nghe cho rõ. Chị có nghe nói đến việc Mộ Noãn mang thai nên có đi bệnh viện lấy một bản kiểm tra của nó. Trên này ghi rõ Mộ Noãn đã mang thai 3 tháng. Thằng tiên bối đó 2 tháng trước mới đến đây. Mộ Noãn mang thai con của cậu ta thế nào được? Vậy đứa bé là... Ngoài mày ra còn là ai? Mộ Noãn với em kết hôn một thời gian dài như vậy, em còn không hiểu nó là con người như thế nào à? Bây giờ quan trọng nhất là điều tra rõ về con bé nhiễm thù đó. Bằng không, Mộ Noãn đi với người khác thật thì hối hận đó. Dạ. Chị, giờ em nghĩ cách. Đây là chai rượu lần trước nhiễm thù tặng cho em. Em say rất kỳ lạ. Em cảm giác chai rượu này có vấn đề. Giờ mới phát hiện ra. Ngay người ra đó làm gì? Còn không mau đi kiểm tra. Chủ tịch, đã có báo cáo kết quả. Trong rượu có thuốc mê. Nhiễm thù. Anh Thành, sao anh tới vậy? Anh sao thế anh Thành? Cô đã làm việc gì? Cô còn không rõ à? Không sai, đúng là em đã bỏ thuốc vào rượu của anh. Thì đã sao? Sao cô lại thành ra như vậy? Trước đây cô không như vậy. Thủ đoạn bị ổi như vậy mà cô cũng làm ra được. Em thành ra như thế này đều là cho mấy người ép cả. Anh Thành, tại sao anh lại cứ phải cưới Mộ Noãn? Nếu như anh không cưới cô ta cũng không có những chuyện như thế này. Tại sao anh không thể thích em? Nhiễm thụ. Tôi đã từng nói với cô, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Niệm tình quan hệ giữa hai nhà ta, tôi sẽ không công bố việc này ra ngoài. Cô tự xử lý đi.
Anh chuẩn bị đi tìm cô ta phải không? Em không cho anh đi. Alo, theo dõi anh Thành cho tôi. Cẩn thận. Sao em lại bất cẩn như vậy chứ? Sao em lại bất cẩn vậy? Anh đến làm gì? Cho anh một lúc để anh giải thích cho em có được không? Hôm đó Nhiễm Tụ đã bỏ thuốc vào rượu của anh. Anh không phòng bị nên đã bị trúng chiêu. Nhưng bọn anh không phát sinh quan hệ gì. Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh có báo cáo kiểm nghiệm chai rượu đó. Anh còn gọi điện hỏi Nhiễm Tù. Anh đã ghi âm cả lại. Em nghe xem. Lần này em tin rồi chứ? Tôi không nói. Tôi sẽ tha thứ cho anh. Chỉ cần em tha thứ cho anh, kêu anh làm gì cũng được. Giữa hai chúng ta còn có một đứa con. Em không thể để con sinh ra mà không có ba chứ. Chẳng phải anh nói đứa con này không phải là của anh sao? Hơn nữa chúng ta đã ly hôn rồi. Anh đã xé bản thỏa thuận ly hôn đó rồi. Anh... Giờ em đang mang thai, đừng tức giận mà. Con phải ngoan nha, đừng để mẹ phải vất vả đó. Thế nào rồi? Đúng là anh Dục có đi tìm vợ anh ấy. Tôi biết ngay mà. Còn một việc, vợ của anh Dục đã mang thai. Cô nói gì? Cô nói gì? Cho dù dùng cách nào cũng phải phá đứa con trong bụng của con tiện nhân mộ noãn cho tôi. Dạ. Mộ noãn. Sếp muộn như vậy còn chưa về ạ? À? Chị về ngay đây, em về trước đi. Cô là ai? Không được lớn tiếng. Việc tiếp theo nhờ anh xử lý giúp tôi. Tôi đi đón vợ tôi đây. Ê, chủ tịch, có phí tăng ca không? Không có. Phu nhân, tôi cũng chỉ là được nhận lệnh của người khác. Cô yên tâm, tôi chỉ cần đứa bé trong bụng cô. Tôi sẽ không làm hại cô đâu. Cách phá thai này đỡ đau nhất, cô không phải sợ. Vợ à, vợ à, em có trong đó không? Vợ à, mộ nắng. Không sao, không sao, không sao rồi. Có người muốn hại con của chúng ta. Cái gì? Em bị thương phải không? Không bị thương là được. Rốt cuộc là ai muốn hại con chúng ta? Anh đoán được là ai rồi. Nhiễm Thù. Anh nhất định sẽ không tha cho người hại em và con. Việc em mang thai không thể giấu giếm nữa. Phải để mẹ biết. Phế vật. Cút đi cho tôi. Xem ra vẫn phải mình đích thân ra tay. Phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân đến. Cô đến làm gì? Thành Nhi, sao con lại đưa một người ngoài về nhà? Mẹ, cô ấy không phải là người ngoài. Bọn con cũng chưa ly hôn. Gì? Con, hai đứa đang đùa giỡn với mẹ hả? Nó muốn có được sự công nhận của nhà họ Phó nên đã dùng âm mưu quỷ kế phải không? Không liên quan đến cô ấy.
lúc đó ly hôn là con sai. Không thể trách cô ấy hết được. Thành Nhi, mẹ thấy con bị con hồ ly tinh này làm cho mê muội rồi. Mẹ, mục đích hôm nay con đến đây chính là muốn mẹ công nhận mộ nó. Bảo tao công nhận, trừ khi tao chết. Vậy thì mẹ cũng phải công nhận cô ấy, vì mộ nó đã có bầu rồi. Gì? Cô ấy bây giờ đã mang thai 3 tháng. Lẽ nào mẹ không cần cháu của mẹ nữa? Em dâu có bầu rồi à? Thế thì không được đứng, em phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới phải. Xem ra nhà họ Phó chúng ta có người nối dõi rồi. Chúc mừng bác gái. Cháu làm một việc, nó lại khác. Đừng tưởng dễ dàng nhận được sự công nhận của nhà họ Phó chúng tôi. Bác gái, ý của bác là bỏ mẹ lấy con hả? Mẹ, mẹ định làm vậy thật à? Bác gái, em dâu giờ cũng đã có chút danh tiếng trong giới thời trang. Bác làm vậy thật, sợ là không giấu được. Đến lúc đó chỉ sợ nhà họ Phó chúng ta lại thành trò cười cho mọi người. Mẹ, nếu như mẹ định làm vậy thật, vậy thì con tuyệt đối cũng sẽ không cho cháu mẹ vào nhà họ Phó. Mẹ phải nghĩ cho thật kỹ. Niềm tin cô ta mang bầu cháu nhà họ Phó, tôi có thể miễn cưỡng cho cô ta vào cửa nhà họ Phó. Đợi đã, ai nói đứa bé này nhất định là của anh Thành? Ai nói đứa bé này nhất định là con của anh Thành? Bác cái, bác đừng để cô ta lừa gạt. Lần trước con tận mắt nhìn thấy Mộ Noãn tình tứ với một người đàn ông khác. Mộ Noãn rõ ràng đã giấu anh Thành cặp bồ người khác. Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi và người đàn ông khác tình tứ, nói ra xem. Sao thế? Dám làm không dám nhận? Cô cần chứng cứ, tôi có đây. Con đàn bà lẳng lơ, mày dám giấu giếm con trai tao cặp bồ với người khác, làm ra việc mất mặt như thế này. Cô dám động vào camera công ty tôi? Sao thế? Cô dám nói mấy tấm này đều là giả không? Việc này tôi biết. Mộ Noãn cô ấy trong sáng, cô đừng có vu khống cô ấy. Thành Nhi, mẹ thấy con bị u mê không thể tỉnh ngộ nữa. Bác gái, Mộ Noãn chắc chắn vì muốn bước vào cửa nhà họ Phó nên mới tìm một thằng đàn ông. Anh vì cô ta mà đánh em. Vậy cô đừng ép tôi làm ra việc kinh khủng hơn. Cũng chỉ là mấy tấm ảnh không rõ ràng thôi. Bác gái, bác đừng để người có giả tâm lợi dụng. Tuyệt đối tôi sẽ không cho phép những người bôi nhọ huyết mạch nhà họ Phó chúng tôi. Đợi đứa bé sinh ra, tôi sẽ đi làm giám định. Đứa bé là con của Thành Nhi, tôi mới cho phép cô ta bước chân vào cửa nhà họ Phó. Đủ rồi. Đủ rồi. Con tôi sẽ không chịu tủi nhục để bước vào cửa nhà họ Phó mấy người. Mộ Noãn tôi không thèm. Đứng lại. Ai cho cô đi? Tôi không phải là người nhà họ Phó. Bà không có quyền mệnh lệnh tôi. Hơn nữa con tôi sau này cũng sẽ không có liên quan gì tới nhà họ Phó mấy người. Mẹ, mẹ muốn ép con thành ra như vậy thật sao? Thành Nhi, sao con có thể nghĩ mẹ con như vậy chứ? Mẹ, đời này con chỉ lấy mình cô ấy, con cũng sẽ không rời xa cô ấy và con. Nếu như mẹ không đồng ý con và Mộ Noãn, vậy thì con thà rời khỏi nhà họ Phó. Thành Nhi, mày làm gì thế? Cả anh em cũng không cần nữa. Đúng thế, em định để lại con bỏ ba nó đó. Được rồi, khiến em chịu tủi nhục rồi, anh sẽ không rời xa em và con đâu. Chồng, thằng ngu Phó Dục Thành đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Phó, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đấy? Thật không ngờ em trai họ của anh lại vì một đứa con gái mà không cần cả tập đoàn nữa. Nhưng như vậy cũng không uổng phí sự cố gắng của chúng ta trong mấy hôm nay. Tiếp theo, đạp thằng điên Phó Dục Thành này xuống, nhà họ Phó sẽ là của chúng ta. Chồng thật là lợi hại. Nằm mơ đi. Sao cậu lại ở đây? Phó Dục Khải. À, anh họ. Anh ở đây làm gì? Em trai hiểu lầm rồi. Bọn chị. Chị dâu đừng che giấu nữa. Vừa rồi em đứng ngoài để nghe thấy hết. Cho dù không nghe thấy, em cũng đã biết
trong lòng anh ấy có ý đồ gì mà phải không? Anh yên tâm đi. Cho dù em rời khỏi nhà họ Phó thì tài sản nhà họ Phó cũng không để cho anh. Anh tự thu xếp đi. Em trai à, lấy đâu ra tự tin vậy? Vụ mua xác 3 năm trước chắc là anh chỉ thị có phải không? Anh đừng có manh động, bằng không đừng trách em xé nát cái mặt của anh đó. Đáng ghét, dám uy hiếp mình. Không biết anh Phó có hứng thú liên thủ với tôi không? Cô coi tôi là kẻ ngốc à? Cô có tình cảm sâu đậm với em họ tôi, sao lại đi đối phó với nhà họ Phó được? Nhà họ Phó tương lai ai làm chủ liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ quan tâm anh Thành. Vậy cô Nhiễm muốn làm thế nào? Người quản lý hiện giờ của nhà họ Phó là Phó Dục Tiệp. Chỉ cần anh có cách loại bỏ Phó Dục Tiệp, phía tôi sẽ có thể nghĩ cách khiến nội bộ tập đoàn Phó Thị đánh nhau. Đến lúc đó, nhà họ Nhiễm chúng tôi sẽ ủng hộ anh vào tiếp quản. Tiếp theo nên làm thế nào, không cần tôi phải dạy anh nữa chứ? Cô Nhiễm không đếm xỉa tài sản nhà họ Phó thật à? Chính vì anh Thành có nhiều quá nên mới không thấy cái tốt của tôi. Anh ấy mất đi tất cả sẽ hiểu được. Chỉ có lựa chọn tôi mới đúng. Được. Alo. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Chị, uống trà trước đã. Không cần. Chị có cần đi phòng em dạy không? Lần này tìm đến chị cũng là việc nhà mình. Em thấy gần đây Dục Thành hình như có chút thành kiến với chồng em, nên muốn nhờ chị ra mặt giảng hòa. Không biết chị thấy thế nào? Thành Nhi dạo gần đây mới tìm cô để đòi lại món nợ 3 năm trước. Hai người nên cảm ơn vì may mắn tôi không nhúng tay vào đã là nhân từ rồi. Cô chị à, chị vẫn chưa thông minh lắm. Alo. Cái gì? Chị bị ngất. Chị tôi sao rồi? Chủ tịch Dục bị trúng nhiếp hồn hương, trúng độc quá nặng, tôi cũng không còn cách nào. Bác sĩ Trại, ông là bác sĩ giỏi nhất thành phố, tôi mặc kệ ông dùng cách nào cũng phải cứu chị tôi. Thiếu gia, đừng quá nôn nóng. Sư phụ tôi có một loại thuốc bí ẩn, có công dụng cải tử hoàn sinh. Giờ cũng chỉ có thuốc của sư phụ mới cứu sống được chủ tịch Dục thôi. Được, vậy tôi sẽ đi lấy ngay. Chủ tịch, không hay rồi, công ty đang loạn lên. Cái gì? Chúng tôi đã loan tin chủ tịch hội đồng quản trị Dục hôn mê bất tỉnh theo lời của dặn dò. Hiện giờ các cổ đông tập đoàn Phó Thị đã bắt đầu loạn lên. Anh Thành học quản lý công ty từ nhỏ, như này vẫn chưa được. Giờ cô đi tìm cổ đông của tập đoàn Phó Thị, dùng mọi cách ép họ rút cổ phần. Dạ. Các cổ đông của công ty không biết đã biết tin chủ tịch Dục gặp chuyện từ đâu. Giờ công ty đang hỗn loạn, hơn nữa anh Phó Dục Khải cũng tham gia vào đó. Anh Khoa ngay hoảng loạn, anh đến công ty, em và bác sĩ Trại đi xin thuốc. Được, nhờ vào em. Mau đi đi. Bác sĩ Trại, mau đưa tôi đi gặp sư phụ ông. Được, đi thôi. Sư phụ, Phó Tiểu Phu Nhân xin gặp ạ. Chào bác sĩ Đào. Hai người có việc gì? Bác sĩ Đào, chủ tịch hội đồng quản trị Dục bị người khác hãm hại, giờ đang hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm đến tính mạng. Cầu xin ông cứu chị ấy. Tìm tôi hỏi thuốc cầu y thì phải làm theo yêu cầu của tôi trước. Đọc sách dược đã. Sách dược? Đây là quy định của sư phụ tôi. Muốn sư phụ giúp thì phải đọc sách dược một lần đã. Nhưng tôi chưa đọc sách dược nào bao giờ. Vậy thì mời về cho. Bác sĩ Đào, đợi một chút.
Sư phụ à, cầu xin sư phụ phá lệ lần này. Nhớ dẫn. Quy tắc bao nhiêu năm nay, nói phá là phá được à? Vậy tôi còn cần tiến tâm gì nữa chứ? Bác sĩ Đào, bộ đồ trên tường đây rất quan trọng với ông phải không? Đúng vậy. Đây là di vật người vợ đã mất của tôi để lại. Đáng tiếc bị tôi làm rách. Tôi có thể sửa được nó. Cô có thể sửa được nó à? Tôi đã tìm rất nhiều nhà thiết kế, đều không có ai dám nhận sửa. Tôi có thể sửa được nó, đồng thời tôi đảm bảo y hệt như cũ. Cô mà sửa được nó, tôi sẽ đưa thuốc cho cô. Bác sĩ Đào, hoàn toàn không nhìn ra vết tích của việc sửa chữa. Tiểu phu nhân, cô đã giúp tôi một việc lớn. Bác sĩ Đào, mong ông đưa thuốc cho tôi. Được. Đây, cầm lấy. Bác sĩ Trại, mau lên. Đã tìm thấy thuốc chưa? Tìm thấy rồi. Bác sĩ Trại đang cấp cứu. Anh yên tâm đi. Phía công ty vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Mấy cổ đồng đó tạm thời không động được anh. Anh xử lý xong cả rồi. Làm em hết hồn. Chúng ta có vượt qua được không? Yên tâm đi, anh vẫn luôn ở đây. Chủ tịch, vừa rồi có tin cổ phiếu công ty đột nhiên giảm mạnh. Cô làm gì vậy? Cho anh 3 giây. Rút cổ phần từ tập đoàn Phó Thị ra. 3 2 Tôi rút mà. Bây giờ tình hình sao rồi? Không biết cổ đông của công ty làm sao mà lần lượt yêu cầu rút cổ phần. Nhà họ Phó có thể mua hết cổ phần được không? Không được, lượng quá lớn. Chủ tịch mau nghĩ cách, bằng không tập đoàn Phố Thị sẽ gặp nguy hiểm. Em trai, công ty đang loạn như vậy, mọi người đang đợi cậu đưa ra ý kiến. Hiện giờ loạn như vậy, anh còn muốn thế nào? Xem em trai nói kìa, tôi cũng chỉ đang quan tâm tập đoàn nhà mình thôi. Tôi thấy em trai lần này cũng không có cách gì phải không? Chi bằng nhân cơ hội giao tập đoàn cho tôi, cậu cũng có thể rút về nguyên vẹn, về nhà chăm sóc vợ con. Xem ra anh họ cũng đang rất nóng vội. Sao đây? Lần này công ty gặp nguy hiểm, cũng là anh giở trò phải không? Cậu đừng nói bừa, cậu có bằng chứng không? Tôi cũng chỉ có lòng tốt đến nhắc nhở cậu thôi. Cậu đã không cảm kích, vậy tôi muốn xem cậu giải quyết việc này như thế nào. Người đó biểu hiện rất kỳ lạ. Phái người đi theo anh ta đi. Dạ. Anh Phó, xử lý thế nào rồi? Cũng đã hòm hòm. Alo, thư ký Hạ đều đã quay được. Cơm người giúp việc nấu khó ăn quá. Chủ tịch đã phát hiện ra một vài thứ. Chúng tôi phát hiện Phó Dục Khải và một cô gái lén lút gặp nhau. Em biết cô ta.
Em biết à? Cô ta chính là người muốn hại con chúng ta. Bám sát cô gái này điều tra xem Nhiễm Tu và Phó Dục Khải họ có quan hệ như thế nào. Dạ. Sao lại như thế này? Bác cái, công ty đang loạn cả lên. Bác biết chưa? Không cần cô thông báo. Bác xem, Trung Huy Dục Thành vẫn còn trẻ, không xử lý nổi việc lớn như thế này. Bác giao công ty cho Phó Dục Khải đi. Sao thế? Hai người còn muốn thừa nước đục thả câu à? Xem bác nói kìa, con không có ý đó. Con là... Bác gái, việc công ty con có nghe nói. Bác không sao chứ? Không sao, Thù Nhi. Con đến rất đúng lúc. Bác đang định gọi điện cho ba mẹ con. Bác gái, con đã nói với ba mẹ con việc này rồi. Ba mẹ con nói lần này nhà họ Nhiễm có thể giúp nhà họ Phó vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ừ, nhưng... Gì cơ? Nếu tự nhiên giúp nhau e là không hợp lý cho lắm. Nhưng nếu hai nhà chúng ta liên hôn... Liên hôn? Đúng thế. Nếu như nhà họ Nhiễm và nhà họ Phó liên hôn, vậy chúng ta sẽ thành người một nhà. Như vậy nhà họ Nhiễm đi giúp nhà họ Phó, bên ngoài cũng không nói được gì. Con yên tâm. Tất nhiên bác cũng mong Thành Nhi kết hôn với con. Người đâu? Đi gọi thiếu gia về nhà cho tôi. Mẹ, tìm con có việc gì? Chị con giờ đang hôn mê. Công ty đang loạn thành mớ bòng bong. Giờ vấn đề không được giải quyết kịp thời, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Hiện tại, nhà họ Nhiễm đồng ý liên hôn, giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con ký cho bản thỏa thuận ly hôn này đi. Mẹ, mẹ muốn làm gì? Thành Nhi, có phải làm rõ vị trí của mình? Là người kế thừa của tập đoàn Phó Thị, hôn nhân không phải do con quyết định. Trước đây con làm càng tạm bỏ qua, nhưng giờ công ty đang rất nguy cấp. Con còn không hiểu chuyện à? Mẹ, con đã nói con sẽ không ly hôn với mộ nội. Việc của tập đoàn con sẽ nghĩ cách. Con nói gì? Mẹ, anh đừng vậy. Mộ nội, vốn dĩ tôi không thích cô. Chúng ta cũng không thể hòa thuận chung sống với nhau được. Tôi thấy cô cũng là một người hiểu chuyện, lại lớn tuổi hơn Thành Nhi nhà tôi. Việc này cô nên biết làm thế nào rồi đó. Mẹ, mẹ đang ép Mộ Noãn phải không? Mộ Noãn, trong lòng cô có Thành Nhi nhà tôi thì đừng làm khó nó nữa. Con, em dâu, em trai dì em có thể hy sinh cả một tập đoàn chứ không ly hôn với em. Một tấm chân tình xúc động lòng người. Không biết tình cảm của em thế nào? Lẽ nào em muốn nhìn nó trở thành tội nhân của cả tập đoàn sao? Tôi... Chủ tịch, lão phu nhân, vừa rồi tập đoàn đưa tin tới, nói cổ phiếu của công ty lại giảm giá tiếp. Mộ Nẵng, cô muốn tôi cầu xin cô sao? Mẹ, mẹ đang chuẩn bị ép con phải chết phải không? Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ sao vậy? Bác gái, tỉnh lại đi. Thành Nhi, con muốn ép mẹ chết thật sao? Con không dám. Vậy con ký cho bạn thỏa thuận ly hôn đi. Nhà họ Phó không thể bị hủy hoại như vậy được. Anh Thành, anh đừng chọc tức bác gái nữa. Tôi ký. Mộ Nãy, em muốn làm gì? Em không được ký. Em không được ký. Không được. Tại sao em lại ký vào đó? Ngốc à, anh biết em nhìn thấy anh đau khổ, lòng em đau cỡ nào không?
anh bảo em nhận tâm thế nào được? Sau này không có em, anh phải sống tốt đó. Em đừng rời xa anh. Em đừng rời xa anh mà. Chị Mộ, đợi một lát. Cô muốn làm gì? Tất nhiên là cảm ơn chị thành tặng cho em và anh Thành rồi. Chị đừng đi dội thế. Vừa rồi em và anh Thành đã bàn thời gian tổ chức hôn lễ. Đây là thiệp mời. Chị phải đến nhé. Cô chuẩn bị rất đầy đủ đó. Đâu phải là tôi chuẩn bị, đều là anh Thành không đợi được nữa. Chị phải đến đó. Sao? Chủ tịch Dục tỉnh rồi à? Chủ tịch Dục, chị tỉnh rồi. Tốt quá. Đều là người một nhà rồi, còn gọi là chủ tịch Dục gì chứ? Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Em và Dục Thành ly hôn rồi. Tại sao? Tập đoàn Phó Thị gặp khó khăn. Nhà họ Phó cần nhà họ Nhiễm giúp đỡ mới vượt qua được giai đoạn này. Con tiện nhân này. Em yên tâm, chỉ cần Phó Dục Tiệp chị còn sống, con dâu nhà họ Phó chỉ có thể là em. Em cứ tham gia hôn lễ đúng thời gian là được. Việc còn lại giao cho chị và Dục Thành. Đây không phải là vợ của chủ tịch Phó mà mọi người nói đó sao? Đó là người vợ trước, cho nên mới nói kết hôn vẫn phải môn đăng hộ đối. Giờ chủ tịch Phó lại cưới cô Nhiễm đó thôi. Vậy hôm nay cô ấy đến đây không phải để gây chuyện đâu chứ. Tiếp theo chúng ta dùng một tràng pháo tay long trọng mời cô dâu chú rể vào lễ đường. Tiếp theo tôi tuyên bố Phó. Trước khi bắt đầu hôn lễ, tôi muốn tuyên bố một việc với mọi người. Thành Nhi, con đang làm gì thế? Tôi đã biết hai người này đã mưu đồ hãm hại chị tôi, cũng là chủ tịch của tập đoàn Phó Thị, Phó Dục Tiệp. Phó Dục Thành, đừng có nói bậy. Dục Thành thấy chị gái hôm nay không đến dự hôn lễ của hai đứa được nên đau lòng quá phải không? Mọi người đừng để tâm. Ai nói chị ấy không thể tới? Cậu nói cái gì? Sao? Tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa phải không? Không thể nào. Phó Dục Hải, cậu dám thông đồng với vợ mình hạ độc tôi, có mưu đồ cướp tài sản của nhà họ Phó. Phó Dục Hải, cậu đã hại Tiệp Nhi phải không? Chị nói cái gì? Đều phải có bằng chứng đó. Nói không có bằng chứng là vu khống đó. Đây chính là bằng chứng vợ cậu mua nhiếp hồn hương. Cậu còn cãi gì nữa? Không, không phải tôi. Được lắm. Con tiện nhân này dám giấu giếm tôi làm ra những việc như vậy, không muốn sống nữa à? Bác gái, đều tại con. Không phát hiện ra con tiện nhân này lại có tâm tư đó. Phó Dục Hải, cậu không phải thằng đàn ông lại để việc này lên người vợ cậu. Chồng, tại sao? Tại sao cái gì? Cô làm việc như vậy khác gì bôi trôi trắc dấu vào mặt tôi. Biến ra khỏi nhà họ Phó cho tôi. Phó Dục Hải, anh bắt tôi cút ra khỏi nhà họ Phó. Sao anh có thể làm như vậy với tôi? Đã nhìn thấy chưa? Trong này có tất cả bằng chứng anh thực hiện kế hoạch lần này. Con tiện nhân này dám ngầm tính toán tao. Người đâu, bắt chúng lại cho tôi. Rõ. Buông tôi ra. Cô, các vị, chúng ta đừng để tâm sự việc này. Tiếp theo, nghi thức hôn lễ tiếp tục tiến hành. Anh Phó Dục Thành, anh có đồng ý lấy cô Nhiễm làm vợ không? Tôi không đồng ý. Nhiễm Thù, cô cấu kết với Phó Dục Hải
gây phiền phức cho tập đoàn Phó Thị, lại khiến tập đoàn Phó Thị suýt nữa bị hủy hoại. Đã như vậy rồi, cô còn muốn kết hôn với tôi à? Cô đừng có mơ nữa. An Thành, anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Cô không hiểu phải không? Xin lỗi tiểu thư, tôi thực sự không thể nhẫn tâm làm việc đó cho tiểu thư nữa. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ hết, cô còn gì để cãi nữa không? Thù Nhi, đều là con làm mà. Mẹ, mẹ còn chưa nhìn ra bộ mặt thật của nó à? Trước đây nó còn lên kế hoạch hại đứa con trong bụng của Mộ Noãn. Đấy là huyết mạch của nhà họ Phó chúng ta. Loại con cái này không xứng cho cửa nhà họ Phó. Thù Nhi, ác thực sự quá thất vọng về con. Mẹ, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy chắc mẹ đã nhìn rõ, Mộ Noãn mới xứng là con dâu nhà họ Phó ta. Mộ Noãn, trước đây bác có quá nhiều hiểu lầm gì con, con có bằng lòng quay về nhà họ Phó không? Mộ Noãn, đều tại cô. Mộ Noãn, đừng qua đây. Nhiễm Thụ, cô đừng kích động. Đừng qua đây, bằng không tôi lập tức sẽ giết cô ta. Chúng tôi không qua, cô bình tĩnh nha. Bình tĩnh? Mọi thứ của tôi đều bị con tiện nhân này cướp đi. Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào? Giờ tôi rạch nát mặt cô, xem anh Thành còn thích cô nữa không. Nhiễm Thù, cô bình tĩnh lại. Cô làm gì cũng không thể cứu vãn được. Cô còn dám giảng đạo lý với tôi, vậy tôi giết đứa nghiệt chủng trong bụng cô trước thì hơn. Đừng, chết đi. Nhanh, người đâu? Mau, mau đưa nó đi, mau lên. Mau lên. Em trai, người đâu? Mau gọi xe cấp cứu. Dục Thành, Dục Thành, Dục Thành, anh tỉnh lại đi. Dục Thành. Anh tỉnh rồi. Sao em khóc trông xấu vậy? Anh còn nói nữa, sau này anh đừng dọa em như vậy nữa được không? Em sợ mất anh phải không? Sợ đến mức muốn chết. Vậy sau này em phải coi chừng anh kỹ đó. Em nhất định sẽ trông chừng anh thật kỹ. Giấu anh vào cặp quần cũng được, để anh cả đời này không được rời xa em. Tương lai có em thật tốt là sao?